Chào các tín giả của truyện ngôn tình SE. Hôm nay tôi xin gửi tới các bạn truyện ngôn tình tin bắt em về tiểu nha đầu phần 1 của tác giả Mini Jim. Nhớ like ủng hộ, subscribe kênh truyện ngôn tình SE để đón nghe những câu chuyện hay nhất và bình luận cảm giác của bạn sau khi nghe truyện nhé. Con nha đầu này mày đúng là không biết trên dưới mau mau quỷ xuống xin lỗi cho tao. Một bà lớn quát to là mọi người đang làm việc cũng quay người tò mò nhìn. Cô gái được gọi là nhát đầu vẫn đứng im đó, ánh mắt không cảm xúc. Bà ta thấy thế càng bực tức hơn. Ơ ờ, hay, cái con này. Bà lớn lấy ra một cây roi sắt quất mạnh vào lưng cô. Hay, nhà đầu ơi là nhà đầu. Kiếp trước làm sao mà trông giờ khổ quá, tội nghiệp. Thôi làm việc Không giúp được gì đâu Mấy người hầu lý nhí Nhìn cô gái nha đầu Lắc đầu thương xót Thế là trận đòn roi sắt Cứ thế mà tiếp diễn Lưng cô gái từ roi đầu tiên đã bật máu Vậy mà mấy cái liên tiếp Cô vẫn không khóc Khuôn mặt vẫn thờ ơ Không quan tâm đến tính mạng và cả xung quanh Bà lớn khuỵ một quỵ một chân Chống một chân sau khi đá cô xuống sàn Sao hả? Đau không? van xin tao đi cái con tiện tỷ kia ha ha mổ côi không cha không mẹ lão già tao lượm mày từ bãi rác về cho mày ăn cho mày lớn tao cũng không đối xử tệ bạc ngày ngày có chỗ ngủ cho mày có bạn chơi vậy mà mày dám dụ dỗ chồng tao đúng là hồ ly bà ta bóc mạnh cầm cô miệng cười man sợ miệng cô khẽ nhếch bạn chó chỗ ngủ chuông cô khác nào thú nuôi Chính người chồng biến thái dâm tặc của bà đã cố động chạm cô. Bà ta đâu quan tâm cảm giác sợ hãi của cô thế nào khi ấy. Một ý nghĩ gan đến nỗi làm cô đưa mắt nhìn ngược lại bà ta. Mày muốn gì hả súc xanh? Bà ta gằn giọng, hơi bất ngờ khi thấy cô gái làm vậy, có chút sợ sệt ánh mắt ấy. Phập, a! À! Cô nhếch môi lần nữa, đưa tay nắm lấy tay bà ta, gắn mạnh đến nỗi bật máu, rồi bỏ chạy dù chắc sẽ không may mắn thoát và cơ hội sống chỉ có con số không. Bà ta nghiến răng la lên, gọi mấy tên bảo vệ bắt nó lại. Căn nhà xa hoa nhưng cuộc sống địa ngục, thái để mặc cô tại bẫy rác, tại sao lại cho cô sống như thế này? Không nụ cười, không hạnh phúc, một chút ấm áp cũng không. Cô cứ chạy, chạy mãi cho đến lúc nhìn thấy cánh cửa sắt, lối thoát duy nhất. Rầm, uịch. Bắt nó giết nó, còn quỷ đó ơ ờ... bà ta chạy ra chỉ vào cô nhưng cảnh tượng trước mắt là bà ta sợ hãi tái mặt bà lớn đi nhanh đến chỗ cô rồi nắm lấy mái tóc cô giật ngược lên tiêu thiếu gia thật xin lỗi đã để ngày va vào thứ dơ bẩn này thật xin lỗi bà lớn cười tươi với người đàn ông lịch lãm bị cô va vào anh ta đứng lên đưa tay phủi nhẹ mũi y phục sửa lại cà vạt rồi mới đưa ánh mắt nhìn người phía trước mày còn không mau xin lỗi tiêu thiếu ra Muốn chết à Bà ta nói lớn Tay kéo mạnh tóc của cô hơn Tiêu thiếu ra Là anh Người đàn ông cỡ 23 Nhìn vào cô bé Anh bất ngờ Không chỉ là hành dạng Mà còn là hàn khí và biểu cảm bất cần Chết tiệt Tụi bay Mau nhút nó lại vào trong chuồng cho tao Bà ta quát Chuồng Cô bé này ở trong chuồng à? Đây được gọi là thứ gì? Thú? Đủ rồi! Chất giọng lạnh cất lên, sát khí lan tỏa làm mà lớn cười cũng không cười nổi. Tiểu thiếu gia, tôi sẽ cho nó vào chuồng và phạt như chó, mong ngay đừng giận. Sau khi đuổi chồng khỏi nhà, bà ta càng thích những cậu đàn ông đánh cười con trai bà như thế này dù rất sợ, mặc dù bà chẳng có con. Gì cơ? Anh ta nhếch môi. Cô bé đang nhắm nghiền mắt lại, rồi nhẹ mở ra, cho lúc bà ta nói những câu đó, với bộ dạng thảm hại, người bê bết máu, đổ rách tươm, nhưng trông chẳng có chút gì là sợ hãi. Tôi bảo ngưng! Anh nói rõ hơn, làm bà giật mình. Bà biết tôi đến đây làm gì, bà Tú Loan. Vâng, tiểu thiếu gia đến ký hợp đồng ạ. À. Không chỉ có hợp đồng, mà tôi còn muốn bà trả khoản nợ đã vay năm trước. 656 ngàn đô, vốn lẫn lời thiếu, thiếu xa, ngài, ngài. Bà trả hay không? Anh ta khoanh tay, ánh mắt không nhìn bà mà nhìn cô. Bà buông lỏng tay, mặt méo sạch. Cậu, cậu biết công ty tôi, kinh doanh không lớn, nhiều như vậy thì làm sao? Thế còn cô ta, đủ cho bà trả hết số nợ. Lời nói đó làm cô đưa mắt nhìn thẳng vào anh. Anh là ai mà nói thế? Muốn cứu? Hay như ông già kia? Dạ, Ngài, tiểu thiếu gia cứ đùa, một con tiện tì, cấm miệng. Anh liếc nhẹ bà ta rồi vầng trán có một vết nhăn nhẹ, nhịn đủ rồi đấy bà già kia. À tôi, tôi xin lỗi, thiếu gia cứ đem cô ta đi, đây là một người hầu tốt, cô ta ngốc nghếch nên dạy bảo đánh đập ra sao cũng được, cũng có thể làm thỏa mãn thiếu gia đấy ạ. À? Ngữ điệu của bà Tú Loan làm anh khinh, dù nếu là anh thì chắc anh cũng sẽ làm như vậy, có khi còn độc ác hơn nhưng cô bé này có sức thu hút sự chú ý của anh cao thú vị vậy à mai sẽ có người đến ký hợp đồng thay tôi tiền nuôi dưỡng cô gái này không ít đâu anh nói chậm rãi nhấn mạnh chữ tiền nuôi dưỡng rồi cúi người xuống chỗ cô anh vòng tay một tay để rớt đùi một tay bế cô lên khéo léo tránh làm đau ơ ờ, tiêu tiêu thiếu ra đã là người của tôi tôi quản lần này là cho qua Bà Tú Loan nuốt nước bọt khi nghe anh nói thế. Lần sau nếu cô ả à, mà mất một sợi tóc vì bà ta thì bà chết chắc. Đi. Anh quay lưng nhẹ nhàng bế cô đi. Biệt thự tiểu hàn cực. Chào mừng cậu chủ trở về. Hai hàng bảo vệ người hầu cùng quan sát cúi đầu chào anh. Cậu chủ, đây là... Việc của tôi. Anh lạnh lùng lên tiếng, khuôn mặt lạnh giờ còn lạnh hơn à vâng ạ à. quản gia lùi xuống cô được anh bế lên phòng anh kêu người đem đồ và băng bó vết thương cho cô nhưng bất ngờ là chưa đụng vào cô đã nhảy sổng qua một bên cau nhẹ mày nhìn những cô hầu mấy cô kia thấy thế cũng khó chịu thật là cô gái đó là ai mà cậu chủ lại đem về chăm sóc như thế lại còn làm núng cơ mà trông quà thật không phải loại người tình mà cậu chủ hay mang về chẳng lẽ không vị mới tiêu thiếu xa Một cô trông lớn nhất trong đám lên tiếng Để đó cho tôi Anh đi tới rồi đưa tay ý bà ra ngoài Sau khi mọi người đi hết Cánh cửa đóng lại Chỉ còn anh và cô Giờ mới nhớ Anh chỉ nói với cô lời nào Từ lúc gặp đến giờ Và cô cũng vậy Em sợ họ Anh lại gần lên tiếng Giọng nhẹ đi một chút Cô ngẩng đầu lên Không vội nhìn anh sau khi xác nhận những người kia đi hết Cô mới gật đầu Làm miệng anh chợt dương lên Anh vừa cười Thế còn anh Anh hỏi tiếp Phải mất 15 giây chờ đợi Cô suy nghĩ câu trả lời Cô lắc đầu ý không sợ anh Trong lòng anh chợt có một chút vui vui Khi thấy thế Nhưng anh là đàn ông Thay đồ băng bó em không sợ à Lại lắc đầu Trời đây là một cô nhóc Hay là cô gái thế Cô rất sợ đàn ông, nhưng từ khi thấy anh, hành động và lời nói đã làm cô thay đổi. Cô chỉ biết tin mỗi mình anh. Anh đưa tay mở cúc áo cô ra, lần đầu tiên trong đời anh bị làm khó. Mắt anh mở to hơn khi thấy người cô bé đầy vết thương sẹo. Vết thương lúc nãy dù sắp đông lại nhưng có thể thấy cảm giác đau thấu xương, nhức nhói. Vậy mà cô bé này chẳng hề rơi một giọt nước mắt. Nếu là người khác, anh đã cho là giả tạo. Nhưng cô bé này lại khác sự kiên cường khuôn mặt và đôi mắt thánh thiện đã thuyết phục anh cho cô một lòng tin và cảm giác đặc biệt sau khi băng bó xong anh có thể thấy tay cô nắm chặt tấm nệm mềm thượng hạng đau mà không nói em tên gì anh quỳ trống chân trước cô ngước mắt nhìn lắc đầu không có im lặng ở nhà đó người ta gọi em là gì nhà nhà đầu anh bất ngờ khi nghe cô trả lời cái tên đó một phần nữa là giọng nói của cô trong thật lại nhẹ tênh rất tự nhiên tên cha mẹ đạt cô lắc đầu mím môi không có không có không cha không chưa nói hết cô bất ngờ bị hơi ấm ấy lại gần anh ôm cô xót cho cô lần đầu tiên cô được nhận hơi ấm người cô trượt run lên thiếu xa anh bất ngờ khi nghe cô gọi thế Có cần để cao anh thấy không Mà anh là thiếu gia Là cậu chủ thật mà Cô gọi vậy là lễ thường Sao lại gọi anh thế Cô giật mình nghiêng đầu Bà ta cũng gọi anh Cô lạnh nhạt nói Bà ta, bà Tú Loan À, thì ra cô học Theo cách nghe và nhìn Anh cũng chưa nói tên của anh cho cô biết Thì làm sao mà cô dám gọi Anh họ tiêu tên Dũ Tiêu Dũ. Đúng vậy, chỉ em được gọi anh là Tiêu Dũ, trong nhà ai cũng gọi là thiếu gia hoặc cậu chủ, hiểu không? Cô gật đầu ngoan ngoãn, thấy anh cười nhẹ, mặt cô có vẻ thích thú. Tiêu Dũ cười đẹp. Nụ cười của Tiêu Dũ chợt ngừng lại nhìn cô. Em cũng cười đi. Anh ngồi cạnh, nhẹ nhàng chải tóc cho cô, mái tóc rất mềm và mượt, chải rất nhanh và anh cũng không dám làm mạnh sợ đau cô. Cười. Cô quay mặt nhìn, miệng méo sạch. Anh đưa tay cười khúc khích. Chắc phải dạy lại cô rồi. Mà khoan, cô không biết gì sao, ngay cả cười. Lúc trước em sống thế nào, anh có thể biết. Thấy cô nắm chặt tấm nệm khi suy nghĩ về quá khứ, anh thấy không cần nữa, đưa tay nắm lấy bàn tay nhỏ bé của cô. Em mấy tuổi? Mười bốn à còn tên em anh đặt được không cô gật đầu rồi đưa lên mạnh đụng chúng cầm anh là gì nhỉ hừm anh xoa so xoa so cằm suy nghĩ không cần nữa cô lấy áo anh nói xin lỗi anh không giỏi về đặt tên thôi để sau ha giờ tắm rửa cho em rồi thay đồ xuống dưới ăn cô gật đầu anh tròn tay bế cô lên mang vào phòng tắm nhìn hình ảnh tê tua thế này chắc không thể để cô tắm một mình được rồi. Những cô gái anh mang về đều tự động cởi đồ dù quyến rũ đến mấy. Còn cô, anh phải hạ mình và cũng kìm nén tính khí lại. Nhìn qua thì thân hình cô bé rất nhỏ nhắn và đẹp tự nhiên thế này. Anh phải cố kìm lại thôi. Tiểu rũ bế cô xuống lầu, anh nhìn cũng ngạc nhiên. Ai ngờ cô diễn thường đến thế, mặt ngây ra như con nít. Cô được cho mặc chiếc váy màu trắng viên danh lục, dài ngang đùi, mái tóc xóa phồng lên sau khi tắm và được sấy khô. Thấy anh đặt xuống ghế, cô ngẩng đầu lên, mọi người đang dọn đồ ăn, người thì dẹp đằng sau. Mời cậu chủ, chúc cậu ngon miệng. Dãy người hầu bên cúi đầu. Cô nhớ lại lúc ở nhà bà Tú Loan cũng thế. Bèn đứng bật dậy mời theo, chỉ đuổi cậu chủ thành tiêu rú, làm mọi người bất ngờ. Ngồi xuống đi, lần sau chỉ cần ngồi rồi mời, không cần làm theo họ. Anh chỉ cô, mấy người hầu cùng quản gia lại mở to mắt. Cậu chủ thật dịu dàng với cô gái đó. Cô gật đầu ngoan ngoãn nhìn tiêu dũ ăn. Anh nhìn cô khó hiểu. Sao không ăn, không hợp khẩu vị? Cô cúi lắc đầu. Cũng phải, cách ăn cầm đũa muốn nghĩa của anh rất lạ. Cô thấy cũng nhiều ở nhà bà Tú Loan rồi, nhưng sống trong chuồng, trời với chó dữ như cô thì làm sao biết cách mãn cho đàng hoàng. May mà cô còn biết mấy thứ nên học của con người như trả lời, nghe lời và cả học hỏi. Nếu không chắc phải dạy như lúc em bé mới sinh quá. Anh chợt hiểu ra điều gì đó, đem ghế qua bên cạnh cô. Chỉ cô cầm muỗng làm cô giật cả mình. Muỗng dường như muốn rơi. Như thế này, đúng. Ăn gì cứ bảo anh gấp lên chén rồi em giúp ăn, hiểu không? Anh dặn, nhìn cô gái ăn ngon lành, bữa ăn trông cũng ấm hơn lúc trước cậu chủ cậu nên ăn kẹo nguội quản gia nhắc anh ừ ừ ăn đây đang ngồi thử ra nhìn cô nghe thế anh lúng túng cầm đũa lên gắp cơm bò miệng những người hầu cùng quản gia dường như có chút thiện cảm với cô dù nhìn ngốc nghếch nhưng khi bước vào căn nhà cô chỉ quan tâm tiêu thiếu gia nhưng không quyến rũ và nói chuyện nhão nhẹt như mấy cô gái khác càng không để ý những thứ trong căn biệt thự cao sang này sau khi lên lại phòng anh nhớ là phải làm một vài thứ cho tập đoàn. Anh là phó chủ tịch nên không thể bỏ bê công việc được. Anh hấp tấp đi qua phòng làm việc. Quên mất, cô đang ngồi trên giường một mình. Thấy tiểu dũ bỏ đi, cô bình tĩnh bước xuống giường, không dám đụng những thứ khác. Cô đi mãi, đi mãi vì nhà quá rộng và nhiều phòng. Không biết tiểu dũ đã đi vào phòng nào. cụ mày cô từ nhỏ đã sống với con vật. Mũi cô rất thính, tài cũng thế. Mắt và cả cảnh giác cũng cao tìm thấy phòng tiêu dũ đang làm việc giờ mới để ý cửa gì đâu mà to thế cô định mở cửa ra thì cô gái cậu chủ đang làm việc hãy về ngủ trước đừng làm phiền quản gia đi qua dừng lại nhắc nhở cô thấy cô gật nhẹ đầu ông mới yên tâm đi tiếp tiêu dũ đang làm việc đã xong anh giữ lưng vào ghế xoay xoay cổ nhắm nhìn mắt lại mở khẽ mắt ra nhìn đồng hồ anh đã tiếp đi ba tiếng rồi Bây giờ đã là 6 giờ sáng. Anh đứng dậy vào phòng vệ sinh thay y phục, phòng làm việc của anh có đủ giường, y phục, nhà tắm và tủ lạnh. Anh vừa xoay cửa ra thì nhóc con, sao em lại? Nói đến đây anh mới nhớ, anh bỏ cô đi làm việc, hay quên mất. Đứng dậy xem nào, em không ngủ sao mà ngồi trước cửa phòng làm việc của anh? Anh đỡ cô dậy. Vì anh ư, hay là giường không êm? anh bảo người ấy thay nhá Không không Cô xua tay lắc đầu Em về phòng ngủ đi Chưa sẽ có người đến thức ăn lên cho Anh xoa đầu cô Thấy có chút lỗi Nhưng không biết làm thế nào cho phải Tiêu dũ đi Ừ anh đi làm Khi nào về Tối sẽ về có thể mua quà cho em Cô cau mày Nhìn lại tiêu dũ. Quà là tấm lòng Anh chỉ vào tim cô giải thích Cô nhìn thật kỹ nơi trái tim rồi thốt lên. Tấm lòng? À, là ấm. Ấm? Cô đưa tay ôm tiêu rú, ôm chặt lấy làm anh không kịp chuẩn bị ngã nhào xuống. Ái da! Ấm như thế? Cô trước mắt thích thú khi thử lại cảm giác lúc tối. Cái này được gọi là ôm. Anh bú nhẹ chán cô. Nhưng ở đây ấm, ấm lắm. Cô chỉ vào trái tim mình nói rõ từng chữ rồi nhìn anh ngốc ngách anh đưa tay lên chán cười nhẹ phong thái uy nghiêm lạnh lùng của tiêu dú bị cô gái này hạ gục rồi ngoan về phòng ở nhà tối anh về cô gật gật đầu đi về phòng không quên chào tiêu dú biết cô ngoan thế này lúc tối đã bảo đi ngủ rồi thế là hôm nay cô ở nhà cho đến tối cô ấy thế nào à cô gái không ăn gì thưa cậu chủ cô người hầu báo cáo anh cau mày. Tại sao? Tôi, tôi không biết. Tôi đã nấu cháo và muống cho cô ấy theo lời như cậu, nhưng cô ấy vẫn không ăn, càng không cho ai đến gần. Thôi được rồi, dọn đồ ăn lên phòng. Anh tháo cả vạt bước lên phòng. Vừa mở cửa ra đã không thấy cô nhóc đâu. Anh nhìn quanh cũng không thấy. Nhóc con, em đâu rồi? Nhóc con, anh về rồi. Điều rũ. Anh quay lại thì thấy cô bước ra từ phòng tắm, mặt mệt mỏi. Em sao thế? Anh đến đỡ cô tới giường. Mọi người bảo em không ăn, không cho ai đụng vào. Em muốn gì nào? Xin lỗi. Cô thở gấp. Tại sao? Em sợ họ à? Họ là người tốt. Không cho đụng. Cô lạnh nhạt nói. Không ngoan là sẽ đánh đòn đấy. Tiểu dũ nói cứ tưởng sẽ dọn được cô. Nhưng không, khuôn mặt cô trở về trạng thái bất cần và trên trán xuất hiện mồ hôi. Anh nhìn rồi bắt gặp ánh mắt thoáng buồn của cô, thật là mệt. Anh phải làm việc cả ngày nên không muốn thấy thái độ này tí nào. Thiếu ra đồ ăn đây. Cô người hầu để khách đồ vào. Ăn đi. Anh cho người lui ra rồi nói. Thấy cô không ăn, anh cảm thấy rất bực. Máu nóng anh nổi lên, xoay người để mạnh cô xuống, trừng mắt lạnh lùng nhìn. Cô nhìn thẳng lại vào anh, Ánh mắt thánh thiện ấy sao làm anh khó chịu biết nhường nào Định đưa tay đánh cô Như những gì anh từng làm Với mấy cô gái kia khi chọc giận anh Thì À là máu Cô nhếch môi có vẻ thất vọng nhìn anh Rồi nhắm nhìn mắt lại ngất liệm đi Tiểu thiếu gia Bác sĩ Tần cô ấy thế nào Vị bác sĩ nhìn anh Rồi thở dài nhẹ Ông là bác sĩ chuyên về đủ khoa Nhất là tâm lý theo tôi cô gái này đã từng trải qua rất nhiều thứ và đã rất khủng hoảng nhưng cô ấy lại chèn ép mình không nói ra hoặc không thể hiện được vì ngôn ngữ một phần khác làm cô ấy không muốn ăn vì vết thương trên lưng ra máu làm người cô tê liệt không muốn hoạt động nhiều tiểu dũ nghe xong thì choáng cả người thiếu già có biết cô ấy có cuộc sống thế nào không không vậy sao đây là toa thuốc cảm ơn anh lạnh lùng đáp lại Tôi xin phép Tiểu Dũ bước vào phòng Anh phải làm sao cho phải với cô bé này đây Anh lấy điện thoại ra bấm vài nút Tôi đã gửi hình Tất cả thông tin Chiếc điện thoại được anh ném qua một bên Anh ngồi xuống ghế nhìn cô Sao vẫn chưa tỉnh Nếu cô không ngất đi Khuôn mặt này chắc đã bị anh đánh rồi Có khi còn ảnh hạ thậm tệ Anh đưa tay áp vào đôi má lạnh lẽo của cô tỉnh lại đi anh có quà cho em này là tên em đấy tỉnh lại rồi nghe tên mình chứ tính khí của anh thất thường anh không giỏi quan tâm người khác nhất là con gái phụ nữ thì anh là số một nhưng em lại là một cô nhóc thật xin lỗi thiếu ra đã sáng rồi cô người hầu cúi người nói anh đã thiết đi sao còn cô đã tỉnh chưa một cảm giác lo sợ dâng lên trong anh cô không có trên giường tiêu rũ có khách ơ ờ, anh bị sao vậy anh lại muốn tấm lòng à một đống hỗn loạn xuất hiện trong đầu cô khi thấy anh nhào đến ôm chầm lấy tiêu rũ buông cô ra này em đi đâu sáng sớm mà không báo im lặng mấy người lui ra đi vâng thưa cậu chủ sau khi xác định mọi người đi hết cô mới mở miệng vì ông lão kia bảo tiêu rũ cần nghỉ ngơi không được làm phiền, nên em mới xuống lầu, phải không? Gật đầu, ông lão, à là quản gia đấy mà. Em mà có khách cả. À? Gật đầu, em sợ mới chạy lên đây. Gật mạnh hơn, từ nay lúc nào anh cũng sẽ ở bên em. Trong nhà này em không cần sợ ai cả, được không? Cô trần trừ một lát rồi lại gật nhẹ đầu cho có lệ. Ha ha, cô mà cũng biết kiểu này anh đưa tay bế cô xuống lầu không quên hỏi về vết thương thấy cô lắc mãnh liệt anh mới yên tâm vừa đi tới cửa anh dừng lại bỏ cô xuống anh chưa đánh răng thay y phục mất mặt quá đừng đừng là phó chủ tịch tập đoàn lớn trên thị trường lại bị lú lẫn đi những chuyện còn con này nên nói sao bây giờ anh da cô chớp mắt nhìn anh không hiểu em chưa tắm gật đầu phải tắm mỗi ngày nhớ không lại gật đầu vào đây, anh tắm cho rồi xuống lầu cũng chưa muộn. À, anh sẽ gọi em là nha đầu, nên nhớ chỉ anh được gọi em là nha đầu thôi. Lần này cô thật sự rất mỏi cổ, nhìn anh như muốn cười cũng không được, khóc cũng không xong. Tiêu giúp cười nhẹ không trách, anh mừng vì cô không để tâm cái tên ấy. Anh thật sự muốn gọi cô là nha đầu, chỉ riêng anh, một cái tên rất dễ thương cho cô đối với anh. Tiểu dụ bế cô vào phòng tắm rồi. Sau khi mọi việc xong xuôi Anh lại bế cô xuống lầu Ây Tiêu Làm gì mà đứng thở ra thế Vương Tử Tiểu Dũ cỡ đổi khẩu vị à Anh nhìn Vương Tử khó hiểu Nhìn lại mình thì mới thồng suốt Đặt cô xuống ghế đối diện Anh ngồi bên cạnh Cậu bạn thân từ nhỏ Vương Tử của anh Vẫn ngồi thử ra nhìn cô Là người của tôi Thời hạn Lâu dài và mãi mãi Câu nói được thốt lên từ trong miệng tiêu dũ làm vương tử bất ngờ đến độ há hốc mồm khép lại anh nhắc anh tên vương tử còn em cô im lặng hơi khó hiểu nhìn vương tử người này là người lạ nhưng tiểu rúa ở đây không cần sợ nhưng cô nào có tên đâu mà trả lời tên cô ấy là tên cô ấy là hi hi cái tên này tiêu rú đã nghĩ ngợi rất lâu mới ra được cô nhìn anh rồi lại nhìn vương tử nhưng cậu hay gọi cô ấy là Hy Tranh Hừm, tên lạ, nghe êm tai, rất hay Vương Tử gật gật đầu Từ nãy giờ cô toàn nhìn quanh Không nói lên câu nào Làm Vương Tử cảm thấy không thoải mái Anh cầm tách trà lên uống một ngụm Hy Tranh, năm nay bao nhiêu tuổi? 14 Trẻ nhỉ, trông em còn trẻ hơn 14 Cảm ơn Này, tôi hỏi Hy Tranh, sao cậu lại trả lời? Thích Một chữ của tiêu dũ cùng một cái nhún vai là vương tử điền máu. Thằng Quỳ này đúng là. Hôm nay không đi làm mà. Chủ nhật. Sau đó anh cùng vương tử nói thêm vài câu rồi chuyển qua đề tài chính. Vương tử đến đây là muốn rủ tiêu rú đến sự tiệc của một tập đoàn cũng có tiếng trên thị trường. Vương tử không khách khí gì. Cậu là một chủ tịch tập đoàn thời trang lớn, cũng cỡ tuổi 23. Hai người là bạn trí cốt, gia đình chơi thân với nhau. Sao nào có đi không? Tiêu Dũ rất hay đi dự tiệc, nhất là của tập đoàn lớn vì có thể gặp đối tác lớn và hợp tác thêm nhiều tập đoàn khác. Nhưng hiện giờ Hy Tranh là vật cản duy nhất mà anh không thể đi. Cô nghe ngóng tình hình cũng hiểu được ra vấn đề. Tên của cô là Hy, gọi là Hy Tranh, chỉ có duy nhất Tiêu Dũ gọi là nha đầu thôi. Còn nó là bạn của Tiêu Dũ, tên Phương Tử, và Tiêu Dũ được dù đi dự tiệc. Dự tiệc, ông bà Tú Loan cũng rất hay đi. Nghe nói có rất nhiều thứ lạ Thật tò mò à Tiểu dũ đang nắn đo không biết phải làm sao Thì vương tử lên tiếng hi tranh em muốn đi dự tiệc không Cô trần trừ một lát Sau đó mắt sáng lên Tiêu, tiêu dũ Gì em Muốn Tiểu dũ gật đầu đồng ý với vương tử Sau khi nghe Hy tranh nói thế Vương tử khá bất ngờ với giọng nói Của cô gái này Còn cả cậu bạn rất đá này Sao lại dịu dàng thế không biết Hí tranh em to gan lắm Anh hỏi mà em làm lơ Vương tử đập bàn nói đùa lắm cô giật mình Hí tranh giờ mới đưa mắt nhìn thẳng vào vương tử Tiều rú nhếch nhẹ môi xem ngóng tình hình Liệu hí tranh có chịu mờ miệng Cô đứng lên bước đến gần vương tử Tiểu Dũ thấy hơi chướng mắt khi cô đến gần người lạ Tử Oh my god Tên của vương tử cô nói trống không vậy Mày hy tranh là người của tiêu dũ Nếu không mười mạng cũng không thoát Gì Anh tại sao lại nói thế Lại thêm một cái chướng Hy tranh chưa bao giờ gọi tiêu dũ là anh Nhưng dẹp đá, Cô vừa bảo vương tử nói dối Tiểu dũ Em mới thật lạ à Ngay cả vương tử cũng giật mình Anh có nói gì đâu Rầm Hy tranh Cô đập bàn một cái thật mạnh Nghe muốn rát cả tay lườm vương tử Tại sao hỏi lại làm lơ Cô nói Một giây, hai giây, rồi lại ba giây Chết vương tử chưa Cậu bị cô chơi lại rồi Tiểu rũ cười thầm Giỏi lắm nhóc con của anh Vương tử nhìn cô có chút hẹn Tiểu Dũ, Cô nhóc này đặc biệt đấy Lần đầu tiên có người chơi lại tôi Vương tử đã tay mình Choảng vai hy tranh Tay kia ra hiệu số một Thả ra Tiểu Dũ quát lớn nhưng không chỉ anh Mà còn có cả giọng của Hy Tranh Được được, làm gì ghê thế Đúng là tâm đầu ý hợp Nói cũng nói chung, làm hết cả hôn Thôi tôi xin phép Vậy gặp cậu tối nay nhé Được Tiêu Dũ đứng lên có ý tiến Thôi khỏi tiến, cậu giết tôi mất Tại sao Vì hẹn gặp lại em bé yêu à Nói rồi Vương tử véo nhẹ má cô Sau đó phi thẳng ra ngoài Lại để cho Tiêu Dũ cục tức váy tranh thì không hiểu gì. Vương tử cậu nhớ đấy. Tối. Nhà đầu, qua đây anh mặc cho em. Trần kia trước, đứng thẳng lên. Đừng động đậy, ngoan nào. Nhà đầu nhỏ của Tiêu rú đã thay xong váy, phải mất đến 15 phút để mang đồ đến người cô. Nhà đầu, nếu ai hỏi tên hoặc quý danh, em nhớ bảo em là Hy Tranh, nhớ không? Gật ở đó có rất nhiều người, em ổn không? Gật, không cư xử xấu với người lạ nhé. Gật, còn nữa. Cô cứ gật, anh nói cho đến khi quản gia vào báo đã đến giờ anh mới ngưng. Ây, tội nghiệp cách cổ của cô. Tại nơi dự tiệc, vương thiếu gia mời. À vâng, cảm ơn ông tư chủ tịch. Vương thiếu gia đang đợi ai à? À vâng, chắc là tiêu thiếu gia đấy mà. Một người khác nói, "Vương Tử cứ cho qua rồi xin phép, thật ra anh ngóng hy tranh hơn Tiểu Dũ, cậu ta mà biết được chắc tử anh luôn quá." "A, à, Tiểu Thiếu gia đến." Mấy cô nàng tiểu thư bắt đầu xì xầm to nhỏ, Tiểu Dũ và Vương Tử hiện được xem là hai nhân vật điển trai tài năng nhất trong mùi dự tiệc ngày hôm nay, người tình của hai người này tất nhiên cũng không thiếu. "Ồ, hình như có ai đi bên Tiểu Thiếu gia là một cô gái" sinh quá che quá Hay đừng từng bờ Cô ta sẽ bị tiêu thiếu ra đá sớm thôi Thiếu ra chỉ đổi khâu vi Cô ta chỉ là hồ ly đeo bám Đúng đấy đúng đấy Làm sao mà so với chúng ta được cơ chứ Hy tranh nắm chặt tay áo anh Hít thở sâu và đều để lấy tinh thần Tiêu dụ thấy có rất nhiều Lời bàn tán tốt xấu Hẳn là cô rất sợ liền vòng thay qua người cô Xích cô lại gần hơn Làm mấy cô nàng kia thấy mà tức sôi máu Tiểu thiếu gia, người con gái bên cạnh cậu thật đẹp, có thể hỏi quý danh tiểu thư đây không? Anh gật nhẹ đầu rồi nhìn cô. Nha đầu, nếu ai hỏi tên hoặc quý danh, em nhớ bảo em là Hi Tranh nhớ không? À, Hi, Hi Tranh. Cô lúng túng trả lời. Hi Tranh à, tên cô đẹp quá, rất dễ nghe. Cảm ơn. Ừ, lại rất dễ thương, không hiểu điều. Hi Tranh, chắc cô đã đói. Cô có thể đi ăn ở góc bên kia Có rất nhiều đồ ngon cho cô Tiểu thiếu gia có thể ở lại bàn chuyện công ty tập đoàn được không Tôi có vài người muốn giới thiệu cho thiếu gia Tiểu dũ cũng thấy cô chữ ăn tối Nhưng để cô đi một mình có vẻ không ổn cho lắm hy chảnh biết ý Lấy áo tiểu dũ Đưa ngón tay chỉ về phía đồ ăn Rồi lại xua xua tay Anh cười thầm Cô đang cố nói Không sao anh cứ đi với họ đừng lo Nhưng không thể vì câu đó quá dài cô không thể nói nhiều trước đám đông tiêu rũ gật đầu đưa tay vuốt nhẹ má cô rồi từ từ buông ra hy tranh bước đến quầy đồ ăn Wow, thật là nhiều nhưng không ngon gì cả có tiêu dũ ăn mới ngon đang đứng thần ra thì có một bàn tay nắm chặt cổ tay cô cô là người của tiêu thiếu gia hy tranh định hất ra lườm cô gái kia vì đụng đến cô nhưng nhớ lời tiêu dũ đã dặn không được cư xử xấu cổ bình tĩnh lại rồi nhìn vào cô gái đó rồi gật đầu. Vậy à, cô có phải là người máu, diễn viên, còn gái tập đoàn nổi tiếng gì không? Lắc đầu. À, ha ha, thì ra là hồ ly có danh phận nghèo, hám tiền, đều bám tiêu thiếu xa vì cái ghế vợ của anh ấy. Một cô khác bước đến. Hy tranh câu mày, người gì đâu mà đã cao, mà còn mang thứ, mà bà Tú Loan hay gọi là guốc, cao mấy phần nữa. Cách nói chuyện của chị ta cũng thật giống bà, thật khiến cô thấy khó chịu à mày nhìn gì chứ cô ta gằn giọng nhưng không thể để mấy người ngoài nghe thấy thôi đi linh chi à ta không đáng đâu một cô gái khác bước đến rất xinh đẹp và kêu sang dù tố dù tố nhìn sơ qua hy tranh miệng cười tươi nhưng hy tranh có thể thấy rõ chị ta là giả tạo từ này có lẽ quá mạnh để so sánh với một người đẹp hy tranh thật không muốn thất lễ với người này Nghe nói muội muội đây tên Hi Tranh." Gật. "Đẹp đấy. Ấy, thật xin lỗi, xin lỗi, muội có sao không?" Hi Tranh bị Du Tố đổ dựa vào lên váy, biết chắc là chị ta cố ý, nhưng Hi Tranh vẫn lắc đầu cho qua. Nhưng xem ra mấy cô nàng này không biết điều rồi. "Ấy da, xin lỗi Hi cô nương, đã làm cô ngã rồi." Ha ha. Nhìn cô ta kìa, đúng là không tự lượng sức hai cô nàng kia là người tình có một không hai của các thiếu gia nhà giàu gồm có tử du tố và quách trí linh tử du tố hiện đang là người tình nặng ký nhất của tiêu thiếu gia nên ai cũng sợ động chạm đến cô những người tình khác của thiếu gia đều bị du tố đây hạ cho tơi tả có người còn như chết đi sống lại có người sống mà như chết không biết hy tranh sẽ ra sao vương tử đã bàn công việc xã giao vẫn không thấy tiêu dũ và hy tranh đâu đang không biết họ có đến không thì nghe thấy ở quầy đồ ăn đang náo nhiệt chuyện gì đó, tò mò đến xem thử. Hy tranh bị chi linh xô ngã, lưng đập mạnh vào cạnh bàn, thấy ươn ướt, hy tranh chắc rằng vết thương bị rách. Không xong, tiểu rú sẽ là cô mất, chỉ tại các cô gái này, không đồng tự nhiên gây chuyện với cô, để rồi cô sắp bị tiêu rũ la. Hy tranh ngẩng đầu, đưa mắt lườm bọn họ. Dù tố ghét ánh mắt ấy, ghét ai chống lại cô, và nhất là chiếm hữu người đàn ông của cô vùng tay định thắt hy tranh vài cái thì... Tử du tố, đừng tưởng đây là tiệc của tập đoàn gia cô thì có thể làm gì thì làm. Thiếu, thiếu ra. Đây là người của tôi, các ngươi dám. Tiêu du lạnh lùng nói lớn, ánh mắt đỏ ngầu, giọng nói chứa đầy phẫn nộ. Thả cánh tay bị chụp của du tố ra rồi lại gần hy tranh. Hàn khí của anh đã bao quanh căn phòng dự tiệc. Hy tranh thấy tiêu du đến thì vội đứng dậy nhưng có vẻ chân bị chật làm cô lắc lư đứng không vững. Tiểu dụ bế cô lên, nhìn thẳng vào ba cô gái kia. Dù tố chán ướt đẫm mồ hôi, chị Linh thì nắm chặt lấy váy của mình, cúi đầu không dám ngẩng lên. Tiểu dũ, cậu đưa hy tranh đi trước, ở đây để tôi lo liệu. Vương tử bước vào, đặt tay lên vai tiêu dũ nói, không quên quang cho mấy cô tiểu thư một ánh nhìn khó chịu. Nếu không có Phương tử, tập đoàn của các cô này chắc không cứu được rồi. Tiêu dũ cảm thấy vết thương của cô bị rách, không quan tâm nữa anh mấy cô rời khỏi đó và quay về tiêu hàn cực nha đầu à em không sao chứ nha đầu đừng làm anh sợ tiêu rũ đặt cô lên giường rồi nắm lấy bàn tay cô tiêu rũ dũ... nha đầu em không được ngồi có sao không để anh mang lại vết thương rồi xoa chỗ bị chật cho em gật nhẹ đầu cô gượng dậy băng bó xò bóp chân xong tiêu rũ xoay người cô rồi ôm chầm lấy Thật có lỗi Đáng lẽ anh không nên để cô một mình Cô đã làm theo như những gì anh nói Anh chắc vì vậy Nên cô mới không dám phản kháng Chỉ hai ngày Chỉ trong khoảng hai ngày Nhưng trái tim anh thật sự đã tan chảy vì cô Nhà đầu ngốc Anh đã thương em rồi đấy Em cứ mạnh mẽ thế này Thì làm sao anh bảo vệ đây Anh cởi hết lớp váy trên người cô ra Cơ thể 14 tuổi nhưng rất hoàn mỹ Đầy đặn Anh muốn cô Mãi mãi chỉ cô thôi anh sẽ chờ đến khi cô cho phép cô sẽ là của anh cô nhìn anh ánh mắt tiêu dũ thật buồn có phải vì cô làm sai gì không là cảm giác gì đây đau quá tiêu rũ đau quá thấy cô nhăn mặt tay nắm chặt áo anh tiêu rũ hoảng lên sao thế em sao thế nhóc con hức oa nhà đầu bật khóc đã lâu rồi cô không khóc những giọt nước mắt ấm áp thì nhau lăn trên má cô em đau ở đâu? đừng khóc đừng khóc. Tiêu Dũ thật sự dối lên, không biết làm gì để dỗ cô, chỉ biết ôm cô rồi vỗ nhẹ đầu. Anh ở đây, không anh hại em nữa. Đừng khóc, xin em. Cuối cùng cô cũng nín. Tiêu Dũ bồng lỏng tay nhìn cô, mắt chạm mắt. Hức. Tiêu Dũ nhìn buồn lắm, tim đau lắm. Xin lỗi vì không nghe lời anh, là nhát đầu không tốt. Ôa. Nói xong cô lại khóc Tiểu dụ thấy tình huống này Không biết nên vui hay buồn Nhưng có thể thấy Ít ra nhà đầu cũng có cảm giác với anh Em đau cho anh à Ngoan lắm Anh không buồn nữa Giờ đến tắm rồi ngủ được không Cô nấc vài tiếng Gật đầu dụi mắt Tự động đưa tay lên cổ tiêu rũ cho anh bé Tiêu rũ à Cái đó Là bong bóng xà phòng Bong bóng Ừ nó có thể bày nữa đấy Wow mắt cột sáng lên, tiêu Dũ bật cười, đổ ngốc. tắm rửa xong, anh bế cô lên lại giường. thông tin về cô đã được truyền đến, nhưng anh không thể coi bây giờ, lo cho nhà đầu trước đã. Nha đầu, lúc nãy em có sợ không? nằm giây suy nghĩ, lắc đầu mạnh. đau không? lắc. em phải trả lời chứ. không có, không đau. em không sợ, cũng không đau, thì lúc đó em nghĩ gì? tiêu Dũ hả gì cơ tiêu dũ em nghĩ về anh vâng tiêu dũ bật cười ôm lấy cô mai em đến tập đoàn với anh đến tập đoàn đúng để anh ở bên em bây giờ thì ngủ đi ngoan buổi tối cứ như là một đêm rắc rối nhưng lại vun đắp tình cảm của họ một tình yêu mới chớm của hai người hai trái tim cậu chủ tôi sẽ lái xe đến tập đoàn trễ, có bây giờ thì lui ra. Tiêu Dũ nó nhỏ đủ nghe, tránh đánh thức cô bé còn trong giấc mộng bên cạnh. Không biết mộng của cô có anh không? Tập đoàn Tiêu Gia Chào Phó Chủ tịch Tiêu Dũ gật đầu có lệ, trừ lúc lên xe, đánh răng thay đồ, bằng bó và ăn sáng ra. Cô chưa bao giờ rời anh, ý là anh luôn bế cô. Cô sợ anh mỏi, nhưng bị Tiêu Dũ nói lại ngoan ngoãn dựa vào lồng ngực to lớn của anh. Tiêu rũ đặt cô xuống ghế sofa rồi đến bàn bắt đầu làm việc. Phó chủ tịch, đây là tài liệu. Anh gật đầu rồi cho cô thư ký ra ngoài. Lý lịch, hồ sơ, thông tin. Từ nhỏ đã bị bỏ rơi tại bãi rác, được ông đoán đem về. Ông ta nổi tiếng dê già, vợ tên tú loan, bà là chủ một công ty khá lớn, được đặt tên là Nha đầu, sống với chó giữ từ nhỏ, chỗ ở luôn luôn là trong chuồng. Những thứ liên quan đến nhà đầu tư nhỏ Chỉ là bộ quần áo Và chiếc khăn trùm em bé Đã sớm bị bà Tú Loan vứt đi Bị hành hạ thể xác hàng ngày Hay bị bỏ đói Lúc nhỏ cứ mỗi lúc khóc Liền bị bà Tú Loan đánh vào mặt Từ lúc 2 tuổi Lớn lên mà không rơi giọt nước mắt nào Đến năm 14 tuổi Ông đoán nổi thú tính Liền dùng mưu kế đụng chạm cô Bắt cô phải hầu hạ ông Nhưng chưa kịp làm gì Thì bị bà nhà phát hiện Đuổi ông ra khỏi nhà tờ giấy thông tin này đã bị vò nát trên tay tiểu dũ anh nghiến răng tức giận tay cuộn lại hình nắm đấm người gồng lên gì chứ thật ra nhà đầu của anh đã đắc tội gì với họ sao lại đối xử tệ bạc với cô như thế chán anh bắt đầu hiện lên mồ hôi tay nổi gân xanh tiểu dũ lạnh lùng thật ra đó chỉ là do mọi người thấy rồi suy đoán ra nhìn chung thì anh cũng biết quan tâm người bên cạnh tiểu dũ cũng có một quá khứ đau buồn bởi thế anh đã tạo ra một bức tường cho chính mình đối với mọi người Anh độc ác cũng có thể nói là rất độc ác đối với những người giả tạo Nhất là phụ nữ Anh đã từng sống với châm ngôn, tiền là tất cả Anh đã từng đóng mình lại rồi hòa với băng Và bây giờ nhà đầu là người thức tỉnh anh Kéo anh ra khỏi bức tường giam đó Cô còn mạnh mẽ hơn anh gấp vạn lần Anh mang ơn cô Nhà đầu anh nhất định sẽ bảo vệ em Tiêu thiếu ra anh nhướng nhẹ chân mày nhìn lên từ du tố cô làm gì ở đây tiêu thiếu gia anh bỏ mặc em cả tuần nay không thấy nhớ sao du tố tự nhiên xoay người ngồi lên đùi anh tay đưa tay vuốt nhẹ khuôn mặt anh tố hì hảnh cũng ở đây du tố vờ như không thấy làm những thứ thật quyến rũ để chứng tỏ cô mới là người của tiêu thiếu gia đây đôi mắt sắc bén liếc nhìn nhá đầu môi đặt nhẹ lên trán anh rồi cười đắc ý Tiêu dũ để yên cho cô ta làm gì thì làm Anh biết những chiêu này đối với anh không có hiệu quả Nhưng nhà đầu cũng có vẻ gì là tức giận Chỉ ngồi đó nhìn bọn họ Dù tố ép người mình vào tiêu dũ Thở hơi ấm vào tai anh Hai đồi núi bị ép vào bờ ngực cơ bắp Hy tranh bắt đầu cau mày Chuyện gì thế này Trông thật ghê thớm Thật bẩn thỉu Tiêu dũ bất ngờ Không ngờ nhà đầu lại có thể nói những chữ đó Xem ra anh làm hơi quá rồi dù tố ngừng lại Bất ngờ khi thấy tiêu thiếu ra đẩy ra Lòng bực tức vì Hy tranh dám phá đám Hy tranh đứng lên Bước đến bản tiêu rú Hết nhìn anh rồi đến dù tố Khuôn mặt thật vô cảm Hy tiểu thư Cô có biết phá hỏng chuyện người khác là bất lịch sự không Dù tố khoanh tay Chất giọng kêu căng cất lên Bắt đầu khiêu chiến Tiêu rú thật tò mò Phụ nữ đánh nhau cũng nhiều Nhưng nhà đầu thì khác Cô sẽ làm sao nhỉ Thật bẩn Hi Chanh nhắc lại Làm Du Tố khó chịu Chưa ai dám nói với cô như thế Ngay cả cha mẹ cô Dù Tố đưa tay tát Hi Chanh một cái thật mạnh Dù Tố Tiểu Du đứng bật dậy nói lớn Thấy đôi má Hi Chanh Bắt đầu đỏ ửng năm số vân tay Tiểu Du định tát cô ta một cái mặt tay Sau đó liền cho tập đoàn nhà Du Tố phá sản Nhưng thật bất ngờ Tiếng gầm gừ của Hi Chanh đang lớn dần Nó làm anh khựng lại À đau con nhỏ này, ngưng lại, thả tao ra. Dù tố là oai oái, Hi tranh nhảy ảo lên. Hi tranh nhảy ảo lên cô, rồi dùng hai tay cào. Sau đó dùng răng cắn dù tố một nhát bật máu. Thế để người của Hi Chanh làm rút tố không thể phản kháng. Tiêu dũ đứng thở ra, kiểu đánh ghen mới nhất anh từng thấy là đây. Đủ rồi, cô ta sợ rồi. Tiêu dũ kéo Hi Chanh ra khỏi người rút tố. Cô thở hồn hển nhìn rút tố, răng nghiến lại gầm gừ. Đây là cách cô bảo vệ bản thân lúc trước khi đấu với lũ chó hoang được bà tú loan bỏ vào chuồng. Dù tôi đứng dậy, kéo áo lên lườm cô, nhưng mắt gặp ánh mắt sắc của Tiêu Dũ, dù tôi cắn môi chạy ra ngoài. Nhà đầu ngoan, hết rồi không sao. Anh ôm từ sau lưng cô, tiếng gầm gừ dần nhỏ lại. Em đi đâu lên quanh trong phòng này kiếm gì chơi đi, anh làm việc được không? Tiêu Dũ nói chậm vào tay cô đủ cho hai người nghe khi tranh giật mình khi hơi ấm và vào tai gật đầu buông tiêu rũ ra đi tìm thú vui cho mình tối đến tiêu rũ xong việc liền rủ cô đi ăn thấy cô chăm chú đọc gì đó anh chợt nhận ra cô biết chứ có lẽ nên cho cô đi học đi tiếp xúc với bạn bè và đời sống bên ngoài nha đầu đi ăn thôi à tiêu rũ cho hứng cái này ở nhà có nhiều lắm anh sẽ cho em tất thất ừ giờ đi ăn Cô gật đầu, khuôn mặt trông rất vui, đưa tay cho Tiêu rũ bế. Nhà đầu, đây là phòng sách của Tiêu Hàn Cực, em muốn đọc gì cũng có. Máy móc điện tử đều đầy đủ, cần gì em cứ gọi người hầu, họ sẽ đem đến cho em. Gật. Dù không nói gì, nhưng đôi mắt của cô nhóc trở sáng lên lạ thường. Đến giờ phút này, nhà đầu mới ngẩng đầu nhận thấy cái tốt của sự xa hoa là gì. Lúc trước ở nhà bà Tú Loan, các chị người hầu về tội nghiệp cô Nên đã lén lút đem sách Lại chỉ trước cho nha đầu Có người còn cho cô cả cuốn sách Nhưng sách thì ngắn Cũng chưa đọc xong thì bị lũ chó vào nát Có khi bị bà lớn phát hiện lấy đem vứt đi Nhà đầu cô thật sự rất thông minh Chỉ cần nhìn qua là nhớ Chỉ là trình độ từ vựng còn rất thấp Nên không thể diễn tả được Tiêu rũ có thể ở đây mãi không? Cô thích thú chạy vào nói lớn Đây là biệt thự nhà anh Cũng là nhà em em muốn làm gì cũng được nhưng nhớ phải hỏi ý anh trước. À, tiêu dũ tốt thật yêu quá. Tiêu dũ mặt đỏ ửng lần đầu tiên anh ấy thích cái con gái tò tình. nhất là cô nha đầu nhưng không biết cô nói thế là nghĩa rộng hay nghĩa hẹp không biết cô có biết yêu là gì hay không nữa trời ạ à, nghĩ nhiều quá rồi thời gian còn dài mà nha đầu em có nghĩ về việc sẽ đi học không? đi học đó chẳng phải là thứ mà con người lớn lên phải làm sao các chị hầu từng nói học để thành công sau đó sẽ giàu có có lúc còn giàu hơn cả bà chủ có học điều rú cho học không phải học là đi học đi học nhà đầu đi học cô lặp đi lặp lại đôi mắt thánh thiện của cô cứ chớp chớp thế bốn chân cô dí sắt mặt mình và người tiêu rú làm nũng như cuốn con vòi vĩnh đồ ăn trông thật dễ thương à được nhưng ở đó có rất nhiều người anh không thể để em đi một mình được tiểu dũ trầm ngâm suy nghĩ thật khó những nhà đầu lại xảy ra chuyện gì thì làm sao sách ạ à? Hướng. Ừ. tiểu dũ nhìn nhà đầu một lúc lâu đúng vậy sao anh không nghĩ ra chứ nhà đầu học rất nhanh nếu đưa cô sách dạy về cư xử và chuyện tranh giáo dục cũng bím ảnh tin chắc rằng trình độ của cô sẽ vượt lên rất cao tuy nhà đầu có thể chỉ đọc sách thôi nhưng trong thế hệ này có rất nhiều thứ nhà đầu còn cần phải học để đối mặt. Đến trường là cách tốt nhất để học hỏi cho cô, nhất là ở lứa tuổi 14 này. Giỏi lắm, được, trong thời gian này em hãy đọc sách, anh sẽ tìm trường tốt để cho em đi học, được đến trường. Tiêu Dũ xoa đầu cô, khóe miệng trượt cong lên. Anh cười thật giống ánh mặt trời, thật là đẹp. Thế là từ hôm ấy, nhà đầu không đến tập đoàn cùng Tiêu Dũ nữa mà ở Tiêu Hàn Cực đọc sách. Cô đọc được nhiều sách, học được nhiều thứ. Mỗi tối có thời gian, Tiêu Dũ để mở phim cho cô coi để biết rõ hơn về cuộc sống. Nghe lời Tiêu Dũ, lúc nào cô cũng ăn uống đầy đủ vì đã quen với ngôi nhà. Vương Tử thì cũng qua nhà chơi, làm cô càng ngày càng cười mở hơn. Vết thương trên lưng giờ đã lành hẳn, tuy không bắt chuyện với khoản gia và người hầu, nhưng lâu lâu lại đi theo tò mò xem họ làm gì. Có lúc cô muốn làm theo nhưng lại bị họ ngăn lại, thế là cô lại khó chịu chạy vào phòng sách lấy sách ra đọc. Sau khi nghe nói một ngày, tốc độ đọc của nhà đầu càng nhanh, có lúc cả 15 cuốn dày cọc, cả trăm ngàn trang sách cũng bị cô đọc hết trong một ngày. Sở dĩ nhà đầu đọc nhanh là vì cô có thể biết trước được bước tiếp theo sẽ như thế nào và bộ phận phân giải, suy đoán trong đầu của nhà đầu được coi là rất nhanh và nhạy bén. Tiểu dụ bất ngờ vì trình độ học cao vút của cô, nếu cô được học từ nhỏ, bây giờ chắc đã rất giỏi, có khi còn giỏi hơn cả anh, một người đã trên 20 tuổi. Nhà đầu, mai em sẽ đi học thật đúng thật trường của em là trường danh giá có tiếng ở đây tốt quá cô nhảy lên đưa tay vẩy vẩy kiểu con vịt có vẻ rất vui mừng đến bây giờ nhà đồng đã biết nhiều điều hơn trước đã bắt đầu gọi tiêu dũ là anh và đang áp dụng những thứ học được vào cuộc sống nhưng cô vẫn chưa học được cách cười đó là điều tiêu dũ quan tâm nhất anh muốn thấy nó nụ cười của cô thứ đã bị giam cầm trong nhiều năm và anh tin anh sẽ giải thoát được cho nụ cười ấy phải là anh nhà đầu trong trường em sẽ có người tên vương kha em có thể nói chuyện và làm bạn với cậu ấy kha là vương kha sao em thích nói tên của nhà họ vương cộc lốc thế tiêu dũ bật cười vương kha là em của vương tử sao em biết máy tính nói mà máy tính nói còn nhiều hơn con người lần này thì tiêu dũ cười lớn hơn đến độ đau cả bụng. Máy tính thì làm sao mà nói được cơ chứ? Suy nghĩ của nhà đầu thật là phong phú. Ôi trẻ con quá, nhưng mà không ngờ cô cũng mò thông tin nhanh đấy chứ. Sáng sớm, Tiêu Dũ vừa mở mắt ra thì đã thấy đôi mắt của nhà đầu mở to nhìn anh. Cô đưa tay vuốt nhẹ mặt anh như anh từng làm với cô. Chào buổi sáng Tiêu Dũ. Chết rồi, chết thật rồi, nhà đầu thật là dễ thương quá. Đáng lẽ anh nên làm những động tác khác nhiều hơn để cô có thể làm theo. Hay, anh đúng là ham hố mà. Nhà đầu, em chỉ được làm như vậy với anh, không được làm với người khác nghe không? Vâng. Nhà đầu trả lời rõ, gật đầu cái rụp. Đi nào, phải sửa soạn cho em đến trường, đồ đồng phục đã được chuẩn bị sẵn, thay xong xuống ăn sáng rồi chúng ta xuất phát. Vâng. Trường đại học Hàn Long Vũ. Nhà đầu, em sẽ học ở trên mọi người nhiều lớp, dù tuổi còn nhỏ nên họ có tò mò thì chắc là ngưỡng mộ, khen em nên đừng sợ, nghe không? Tiêu Dũ, nãy giờ anh đã nói rất nhiều, câu này cũng đã nói lần thứ ba rồi, nhà đầu nhớ hết, Tiêu Dũ đừng lo à? Anh chờ thấy mặt mình có chút thẹn, thật là chỉ tại anh lo cho cô thôi mà. Thôi được rồi, em vào đi. Vâng, tạm biệt Tiêu Dũ. Học tốt nhé, chiều anh đón đấy. Nhớ rồi, Tiêu Dũ đi nhanh đi kẻo trễ việc. ừ, hay, còn hối thúc anh đi à? Mà cũng phải, anh có cuộc họp bên chi nhánh tập đoàn, phải đến kiểu trễ. Thế là Tiêu Dũ lăn bánh xe, chạy đi trong núi tiếc. Khác với sự lo lắng của anh, cô thật sự rất bình tĩnh, rất vui nữa. Ngôi trường này thật sự rất rộng à, đi mãi mới thấy phòng hiệu trường. Cô bẽn lẽn mở cửa vào. Em là... Tên Hy Tranh. Nói xong, cô cúi chào thật mạnh, phải lấy dũng khí để trả lời, không được vô lễ với thầy cô giáo, phải kính trọng trong sách đã nói thế ngài hiệu trường rất bất ngờ không ngờ hy tranh người con gái thần đồng mà tiêu thiếu gia nói đến là một cô nhóc con có lộn không này cô bé vâng trường này có quy định không đủ tuổi thì phải làm trắc nghiệm nếu đủ điểm hoặc cao hơn em sẽ được nhận thẳng vào lớp cao thật đúng vậy sao nào có dám không dễ thôi mà hiệu trường xén rời cả bút chưa ai vào trường này mà dám nói từ dễ với ông Cô bé này thật khiến người khác tò mò Thời gian là 45 phút Có 50 câu Bao nhiêu mới gọi là đủ điểm ạ? 30 câu Sao thế em sợ rớt à Không bắt đầu thôi Thời gian tích tắc trôi Cũng đã sắp 15 phút Xong rồi Hả sao nhanh thế hay là em bỏ cuộc Không có chỉ làm đủ điểm qua kỳ thi thôi Thật là kỳ lạ, 30 câu làm trong 14 phút Đây toàn bộ là bài cao toán khó Ông chỉ muốn thử cô thôi Chứ thật ra đây là bài toán Dành cho học sinh tốt nghiệp loại xuất sắc Không ngờ cô làm hết 30 câu trong 14 phút Đúng là không thể ngờ Em chắc đúng 30 câu chứ Có cần xem lại không? Không ạ à. Kết quả 30 trên 50 Thật bất ngờ Không sai dù chỉ một chi tiết nhỏ Đúng ngày 30 câu đã làm Lớp thưa thầy à là năm ba cối à xin phép thầy em đi cô rời phòng sắp được vào lớp rồi thật háo hức em là hy tranh ạ à là học sinh mới em ngồi chỗ bên cạnh vương kha đi cô cúi đầu xin phép rồi rời đi xuống chỗ mình lớp này thật lạ à sao cứ nhìn cô mãi thế bộ cô nhìn lạ lắm mà chỉ lùn hơn thôi mà còn những cô gái kia nữa sao lại liếc cô kiểu ăn tươi nuốt sống thế chứ cô đâu dành ăn với các cô ta đâu thật khó chịu cậu bạn tên Vương Kha đây sao? Hình như ngủ rồi, trông thật tốn tú, điển trai, y hệt Vương Tử à? Hình như lạnh lùng hơn Vương Tử thì phải. Nghĩ đi nghĩ lại, tiêu dũ vẫn đẹp trai nhất à? Vương Kha đang ngủ, cảm giác có người liền hé mắt. À! Anh giật mình la lên, thấy mình có chút không tự chủ, giả bộ quay lại khí chất lạnh, sửa cổ áo cho qua chuyện rồi nhìn cô, một cô nhóc đang ngồi kế anh. Vương nhị thiếu, có chuyện gì sao? cô giáo gặng hỏi không vương kha sau khi trả lời mắt vẫn không rời khỏi hi tranh cô chợt nhướng người lên đưa tay sửa lại những lọn tóc dấu cho cậu sau đó quay người chăm chú nghe sàng vương kha không lạnh lùng anh ta cũng dễ mến như vương tử vậy cô suy nghĩ một lúc rồi cũng theo kịp vấn đề mà cô giáo đang giảng hi tranh nào biết anh chàng này đang đỏ mặt vì động tác lúc nãy của cô tiếng chuông vang lên đây là giờ tự học có thể đi đâu tùy ý hoặc ăn uống ngoại trừ về nhà, trừ trường hợp khẩn cấp. Đây cũng là tiết cuối, sắp được về với tiêu dũ rồi. a à, đến giờ ăn trưa rồi, không ăn, tiểu dũ sẽ buồn. Đang định đi ăn mà không biết nhà ăn ở đâu, thì tranh chắn chán nản gục xuống. Đi ăn không? Vương Kha thấy cô gật gật đầu, liền nắm tay cô kéo xuống nhà ăn. Vì là em của vương tử, chứ nếu là người khác, chắc cô đã nhảy sổng lên cắn anh rồi. Ăn gì? Cơm, đùi gà trên mắm. Tôi thấy có cánh gà trên mắm thôi, chứ đâu có đùi gà. Có, chắc chắn có. Vương Kha cau mày, cô nhóc này thật là quyết đoán, đã mà không có mà. Tiên, tôi bao. Nhưng sự thật thì hy tranh đúng, đúng là có đùi gà trên mắm. Vương Kha còn mua cho cô, ly sinh tố bơ. Anh thầm nghĩ không ngờ có ngày anh cũng bỏ tiền ra một đồ ăn cho con gái đấy. Hy tranh gật đầu cảm ơn vì đồ ăn, nhìn đi ăn của Vương Kha hình như là mì hải sản và coca. Vương Kha ăn ngon miệng. Cả phòng ăn liền ngừng ăn, tập trung ánh mắt vào bàn của Hy Tranh và Vương Kha sau khi nghe cô nói ra câu đó. Trong trường này, thấy cô giáo và học viên, ai cũng không dám gọi tên cậu ta thẳng thừng như thế. Chỉ dám gọi là Vương Nhị Thiếu hoặc Vương Thiếu Gia thôi. Vương Kha cũng xém nghẹn lại khi nghe cô mời ăn. Nếu là người khác, anh đã lấy quyền thế mà rút hết tài sản của họ rồi. Nhưng cô nhóc này có gì đó rất lạ. Cho anh cảm giác riêng biệt nên có thể cho cô là ngoại lệ. Hy tranh cũng không quan tâm đến việc bị xung quanh dòng ngó bàn tán, cầm muỗng lên giúp cơm gà ăn. Ăn xong, Hy tranh cứ đi theo Vương Kha mãi, anh cũng để mặc không nói gì. Các cô gái hiện giờ đang xem Hy tranh là một đối thủ, là thủ địch không độ trời chung. Chàng trai nổi tiếng đẹp trai, lạnh lùng nhất trường, lại bị một cô nhóc còn dụ dỗ, đúng là hồ ly. Họ dừng chân tại một gốc cây gần cổng trường, Vương Kha lấy sách ra đọc, Thấy vậy, Hi Tranh cũng lấy từ trong cặp ra một cuốn sách. Tên nhóc là gì? Hy Tranh. Ừ, lạ, hay, êm tai. Câu trả lời ngắn gọn. Vương Kha trả lời y hệt anh trai. Chán Vương Kha trơn hiện lên một nếp nhăn nhưng biến mất nhanh chóng. Nhóc biết anh tôi. Đúng vậy. Hy Tranh không để ý, mắt vẫn dán vào sách. Thật ra nhóc con này là ai? Tại sao lại biết Vương Tử? chẳng lẽ là một trong những người phụ nữ của anh ấy a à, lạnh lắm đừng nhìn thế hi tranh nhấn mạnh từng chữ cho vương kha nghe ánh mắt lạnh đầy hoài nghi làm cô thật khó chịu tiếng chuông ra về reo lên hi tranh bỏ cuốn sách vào cặp cúi đầu chào tạm biệt Phương kha rồi hẹn gặp lại ngày mai chưa kịp đi cổ tay của cô đã bị kéo lại nhóc con tôi phải làm rõ một vài điều ấy ra tiêu rú chắc chắn đang đợi phải đi nhanh thôi Xin lỗi phải đi Cô nhịn đủ rồi Dũng khí từ sáng đến giờ đã cạn kiệt Càng muốn tháo tay Vương Kha ra khỏi tay mình Cô càng bị nắm tay chặt hơn đến đỏ tấy Tôi chỉ muốn biết Danh thế thật sự của nhóc là thế nào Là ai Tại sao lại vào đây Hay là nhóc đang tiếp cận tôi Để được tôi nói tốt giúp cô cho anh trai Ngữ điều ấy Cô thật không muốn nghe tí nào Đẩy nghi ngờ Chút khinh bỉ Thật giống bà ta Tú loan Sao cảnh này cứ đeo bám cô mãi thế? Hy tranh nhằn nhó, vẫn cố hết sức mở tay Vương Kha ra. Ánh mắt vừa khó chịu vừa sợ hãi. Vì lúc nào cũng có tiêu rũ Vương Tử bên cạnh, cô đã trở nên yếu đuối chăng? Vương Kha, em không mau thả ra thì đừng trách anh. Vương Tử, phải rồi, anh chạy đến đón anh đây mà. Nhưng sao Tử Kha lại quan tâm cô nhóc này như thế? Vậy là đúng rồi, cô ta đang giả tạo để tiếp cận anh. Vương Kha thả tay mình ra, Hy tranh không nhấc chân lên nổi, đưa mắt nhìn quanh. Vương Kha và mọi người sao lại nhìn cô như thế? Đứng sầm xì, đáng đời, hồ ly, giả tạo, mỗi lúc một to. Hy tranh không quan tâm vương tử đang ở đây. Tiêu dũ, anh ở đâu? Mắt cô đẩy sợ hãi, bọn họ nhìn cô như đàn chó hoang nhìn mồi. Tiêu rũ, nhà đầu ổn rồi. Tiếng nói, cái ôm từ sau lưng, ai ai cũng nhìn họ mà mở to cả mắt, cô xoay người tiêu dũ, oa ờ... ngoan nào anh đây xin lỗi đã đến chế chắc em sợ lắm tiêu dũ vuốt tóc cô vỗ về tay vẫn ôm chặt lấy vương khan nhìn cảnh tượng trước mắt không hiểu cái gì cả rõ ràng là người cố vương tử sao lại từng tứ với tiêu ca vương kha em muốn chết hay sao mà hù con bé thế hả à tử ca sao lại đánh thế em muốn bị tiêu rũ phanh thay giải thịt mới chịu à thằng ngốc này Thấy anh em họ cãi nhau trí chóe Hy tranh liền nín khóc Cũng nhờ vậy mà Vương Kha không bị tiêu Dũ mắng trong một trận Đi ăn tạ lối được không? Vương tử chấp tay trước mắt nhìn Hy tranh Kem Hy tranh gật đầu nói Bỏ qua chuyện lúc nãy Được, anh sẽ mua cho em thật nhiều kem Hy tranh thích thú gật thêm vài cái Cô đã thấy kem trong sách và phim ảnh rồi Nhìn rất ngon, muốn thử quá Tiểu Dũ nhìn Vương Kha lắc đầu không trách sau đó họ kéo nhau đi ăn Hy tranh được tiêu rũ bế lên vương tử tức giận đưa tay đòi bế Hy tranh nhưng bị tiêu rũ đẩy ra vương kha phải đi ở giữa đánh đầu hai người mới chịu yên mọi học viên xung quanh đều bất ngờ ba vị thiếu gia nổi tiếng lạnh lùng đẹp trai giàu có giờ lại tụ họp đồ tại trường vì một cô gái mít ướt chuyện quái gì đang diễn ra vậy đem hết món ngon nhất ra đây nhất là kem vương tử khoanh tay nói Nhà hàng khiêm trấn này nổi tiếng nhất ở đây Món ăn ngon lại đắt khách Nếu như mỗi ngày đều có các thiếu gia đến đây Chắc khách hàng đều chạy mất hết Vì hàn khí lớn của ba thiếu gia này quá Vâng Phục vụ bàn sợ hãi hấp tấp chạy vào trong Vương Kha Đây là hy tranh Biết Này thế sao em còn làm con bé sợ hãi thế hả Tưởng là người của tử ca Em nghĩ hy tranh Đang tiếp cận em mà Con bé là người của tiêu dụ đấy đừng có mà suy nghĩ hẹp hòi. Anh dám nói đệ mình thế à? Có tin em đập anh không? Vương Khan nói lớn. Đây, người đây, muốn đập thì đập, chỉ biết ai đập ai à? Tiêu Dũ đang cắt thịt bò cho cô, thấy ồn ào bỏ nĩa xuống, giao Vương lên. Không im thì coi chừng đấy. Hai thiếu gia họ Vương nín mặt, cắm đầu ăn, mạng sống ai chẳng muốn giữ, tốt nhất đừng nên đắc tội với Tiêu Dũ, có năm cái mạng cũng không giữ được đâu. Từ, sao kem lại giống cái mà con người hay xuất khẩu vậy à, Tiểu dũ hò một tiếng Liền lấy nước uống Nha đầu suy nghĩ của em thật phong phú Đến nỗi anh sắp không ăn nổi vì em Cái mà con người xuất khẩu Là gì Vương tử và vương kha nhìn nhau khó hiểu Con người xuất khẩu ra rất nhiều thứ Đồ ăn, vật dụng, phương tiện Hy tranh đang nói đến cái nào Hy tranh thứ đó là gì Vương tử hỏi lại cô Tiểu dũ nín cười không nên để mất trò vui Cô chỉ vào miệng Đây là nhập khẩu Tiếp theo là bụng Đây là nhập kho Tiếp theo là Thôi đủ rồi ngừng được rồi đấy Vương Kha la lên Vương Tử cũng tái cả mặt Tiểu dũ đưa tay che miệng cười Như thế thì không ai ăn được nữa rồi Cô thấy ai cũng lạ Thôi kém sắt tan rồi Phải ăn nhanh mới được Không quan tâm các người nữa Bữa ăn kết thúc ai cũng no Tiêu dũ bảo cô ngừng ăn kem, cô mới chịu ngừng. Ba ly kem rồi đấy. Đến giờ đừng ai nấy về. Vương Tử cứ theo sau, bảo là không nỡ rời xa bé yêu của cậu. Liền bị tiêu dũ đưa chân đạp không tương tiếc. Vương Kha thấy vậy mà tức cười. Anh em gì đâu, hết cãi lộn đến đánh nhau. Vậy mà là anh em tốt mới hay. Chợt Vương Kha kéo cổ tay hy tranh lại. Chắc vì lực hơi mạnh, nên làm mặt cô chỉ cách mặt anh một khoảng ngắn. À ờ, tôi chỉ muốn xin lỗi, vừa lúc chiều đã làm nhóc sợ. Vương Kha ngượng ngùng nhìn Nhưng không dám nhìn thẳng vào mắt của Hy Tranh Vụ gì quên rồi Cô ngơ ngác trả lời Không nhớ Không nhớ Vậy thôi Vương Tử nhìn qua nhìn lại Rồi trong thấy cảnh mặt sắp chạm đất thì phun khói Tiểu tử thối Dám dụ dỗ cục cưng Hy Tranh của ta Để xem về ta xử đệ thế nào Mau đi Vương Tử chạy theo nhéo tay Vương Kha kéo vào xe Không quên tạm biệt Hy Tranh Vừa mới vào xe, Vương Kha bắt được ánh mắt cuối tranh nhìn anh. Vương Kha à, tạm biệt mai gặp lại. Tiêu Dũ vừa mở cửa xe, quay đầu thì thấy cảnh tượng trông tỉnh tứ như thế, sắc mặt thần thái cũng thay đổi. Dù giọng không lớn, nhưng Vương Kha nghe rất rõ, lòng anh như có chút nóng, cười thầm. Em thích tên nhóc đó hay sao mà nhìn vui thế? Tiêu Dũ nói, giọng đầy chất ghen và bực bội. Đúng à, thích Vương Kha lắm. Hả? vương kha dẫn đi ăn có mua đồ cho em gì chứ anh không thế và em sao thằng nhóc danh đó mà dám hơn anh à tiêu dũ bực bội nói giọng lớn hơn cất xe đi nhanh vào trong nhà rồi lên thẳng phòng cô chả hiểu gì cả sao tiêu dũ lại giận vì vương kha không vội về phòng cô phi thẳng đến phòng sách mò tìm trên máy tính quay lại với tiêu dũ sau khi lên phòng anh càng bực hơn sao nhà đầu lại không đuổi theo chẳng lẽ không còn cần anh nữa sao hành động cho thấy người đàn ông đó đang yêu bạn và đang ghen ghen là gì thế nhỉ bệnh à có chữa được không mà yêu là gì trong sách có nói à phải tìm sách yêu đọc mới được cách làm cho người yêu bạn hết ghen chỉ cần một cái ôm nụ hôn trên môi và nói rằng em yêu anh bằng cả trái tim mình nhìn người đó chân thành và thật lòng người yêu của bạn sẽ hết ghen ngay và còn yêu bạn hơn ngay Chúc bạn thành công À, thì ra là thế Ôm thì biết, phải tìm hôn mới được Còn nhiều thứ nữa Cái này có nhiều thứ kỳ lạ nên học quá Tiêu dũ ngồi trong phòng không yên Cứ đứng lên rồi nằm xuống Không biết nhà đầu đang làm gì Ngoài kia mà chưa vào Cô thật sự không sợ, anh giận rồi bỏ cô đi sao Trượt cánh cửa được mở ra Tiêu dũ mừng rỡ đứng bật dậy Nhưng lại giả bộ giận dỗi Hì tranh thì lại khác ánh mắt cô hình như đã thay đổi. Cô bước tới ôm lấy tiêu rú một cách nhẹ nhàng nhưng rất chặt làm anh giật mình. Cô kéo anh lại giường, ánh mắt đầy yêu thương nhìn anh. Nha đầu, em sao thế? Tiêu rú quỳ xuống hỏi, chưa kịp chuẩn bị thì môi anh đã bị cô chiếm lấy. Tuy không chuyên nghiệp nhưng rất mặn nồng, thoải mái. Tiêu rũ thân thờ vài giây rồi ôm lấy nha đầu bế lên, đáp trả nụ hôn ấy. Cô chợt cảm thấy trong người thật nóng, khó thở, phải chịu đựng cuối cùng tiêu dũ cũng chiều thả đôi môi của cô ra từ màu hồng đào giờ đã truyền thành đỏ mọng tiêu dũ nhà đầu yêu anh nói xong bờ môi của nhà đầu lại bị chiếm lấy thật mãnh liệt cứ như tiêu dũ không tự chủ được mình cứ nuốt lấy đôi môi đó anh muốn chiếm lấy cô chỉ vì một chữ yêu có thật là anh sẽ đợi cô không đến khi cô đủ tuổi hay là cũng như đến nước này không kiềm chế được tiêu dũ không biết nếu có chuyện gì anh gánh hết, trước sau gì cũng là của anh, liều thôi. Nhà đầu nhăn mặt, thật là nóng quá à? Nhà đầu. Tiểu dũ vừa thở vừa nói, chất giọng khàn, miêu mị, chứa đầy dụ tình. Nhà đầu không ngờ sự việc diễn biến thế này, thật là ngoài dự đoán của cô. Nhưng nếu tiểu dũ muốn, cô phải ngoan ngoãn làm theo. Tiểu dũ bắt đầu cởi bộ đồng phục của nhà đầu ra. Một tay anh cởi từng hột nút, tay kia vẫn ôm lấy người cô nhà đầu được thả ra thừa dốc nhìn tiêu dũ. hình như anh đang cố cười đồng phục cô ra thì phải chắc vì nóng đấy mà phải cười giúp anh luôn mới được cúc áo của mình nhà đầu đang tháo ra một cách thành thạo em ấy không ghét mình chứ nhà đầu a à, cô trượt thốt lên thật khó mà kiềm lòng bởi tiếng nói của cô ấy anh vừa đưa tay luồn vào bên trong áo thì tiêu rũ nhột lắm mà cô dãy rùa cắn anh một cái À chết rồi, anh sẽ bực nữa mất Tiêu dũ ôm vai Nhìn chỗ bị cắn rồi nhìn cô Nhà đầu ngốc, em thoát hôm nay Lần sau nhất định, anh sẽ bắt em Tiêu dũ xoa đầu cô Giọng nói vẫn khàn khàn, trêu chọc Bây giờ đi tắm Nói xong anh bế cô vào phòng tắm Hôm nay có nhiều chuyện Xảy ra thật à Ừm, tiêu dũ Cô rụi rụi mắt Nhìn cô anh, anh còn ngủ Tối qua lạ thật, sao tiêu dũ lại thích hồn thế nhỉ, làm bây giờ môi cô nhưng nhức. Nhà đầu, em dậy sớm thế. Tiêu dũ xoay người ôm lấy cô. Ngủ thêm một tí nữa đi. Không được, phải đến trường. Nhà đầu là người tiêu dũ. Nghỉ một bữa không sao đâu. Không được, anh không dậy, nhà đầu đi một mình à. Quả nhiên có hiệu lực, tính nhà đầu rất thành thật, kiên quyết, đã nói là làm. Tiêu dũ bế cô vào phòng tắm sửa soạn. Tiêu dũ... Gì thế? Sao anh cứ tắm cho em mãi thế? Ừ thì tại nhà đầu là của anh. Của Tiêu Dũ. Tiêu Dũ gật đầu. Đúng, chỉ có anh được làm vậy thôi. Chuyện lúc tối cũng thế, chỉ có người yêu mới được làm. Em là của anh, chúng ta yêu nhau. Yêu? Từ này thật khó hiểu nha. Tại sao? Trong máy tính bảo, con trai thích chữ yêu của con gái. Khi nghe con gái nói yêu với người khác thì sẽ ghen nhưng lúc tối rõ ràng nha đầu nói thích vương kha chứ đầu nói yêu mà tiêu Dũ lại giận. có lẽ đây là câu hỏi được phân tích dài nhất từ trước đến nay của cô thì ra lúc tối thấy anh bực sợ anh giận nên mới vào phòng sách tìm cách làm cho anh nguôi chắc phải cảm ơn người biết ra nó quá đêm qua rất tuyệt tuy kết thúc có chút lãng nhưng thật sự thì đa tạ đa tạ yêu đi liền với thích chỉ có duy nhất hai chữ trong yêu thích thôi nó không dành cho chữ thứ ba hiểu chưa à tiêu rú thật thông minh vậy mà nha đầu không nghĩ ra xin lỗi xin lỗi anh xoa đầu cô anh cũng chỉ nói đại thôi chứ cũng có hiểu gì đâu nhưng cô hiểu đúng ý anh muốn nói là tốt rồi nhưng cô hiểu đúng ý anh muốn là tốt rồi trường đại học hàn vũ long tạm biệt xe vừa ngừng hy tranh phi thẳng ra ngoài không để tiêu dũ ú ớ câu nào anh sẽ nhắc nhở nhiều điều rất mất thời gian chuồn sớm thì càng tốt tiểu dũ quay đầu xe để xem chiều nay ta xử em thế nào nhà đầu em được lắm à, sao thế cả mà a à, vương kha trong buổi sáng ừ trả lời đi cả mà không có sau đó vương kha không nói gì nữa im lặng gục xuống màn mà ngủ vương thiếu Gia, hôm nay có thi cậu chỉ tuổi này đi được không mấy cô nàng đi tới nhìn là vô ý, thật ra là cố tình đẩy Hy tranh qua một bên. Thật ồn ào. Vương Kha chỉ nghe rõ được tiếng á trong veo rõ to của nữ nhi, ngóc đầu lên thì mông hy tranh đã an tọa dưới nền, mặt nhăn nhó. Định đuổi bọn kia đi thì... Ai cũng biết hôm nay là môn họa, cần gì chỉ nhỉ? Hy tranh bĩu mồi nói. Bị cô nói làm cả bọn con gái xấu hổ, ngay cả câu hỏi đã chuẩn bị cũng quên luôn. Một người trong đám đó bước ra khoanh tay biết nói chuyện như vậy là vô lễ với đàn chị không hả cô em? Hi Tranh nhìn lên một tấm bằng trên trời. Hả? Hạ gục cô ta sẽ có kem ăn. Nhìn kỹ mới nhận ra là Vương Kha viết đưa lên. Kem à? được thôi, không ngờ nói chuyện cũng được ăn kem, thật thú vị. Chị cũng thấy đây là đàn em mà. Câu nói một mũi đâm trúng cả bầy nai tơ, Hi Tranh đứng lên, phủ lẫn chiếc váy caro ngồi vào chỗ. Lúc nãy chỉ là vô tình đẩy mũi ra thôi Ai ngờ mỗi thủ dai thế Thật khó cho tụi tì này quá Cô chị kể đáp lại Quách chi linh Lần trước em chưa tính chuyện bị tỷ xô ngã Mong tỷ giữ phong thái tiểu thư của mình Hy tranh đáp lại hai câu dài Chi linh tái cả mặt Chân bất giác lùi ra Thủ dai cũng không sao Em không chấp Mong lần sau tỷ cẩn thận hơn Hy tranh nói xong Lấy sách ra đọc Đám con gái từ từ tản ra quay về chỗ của mình. Chi Linh tức giận, không thể tha được một con bé mà dám lên mặt với Chi Linh ta đây à? Chi Linh liền giật cuốn sách trên tay Hi Tranh xé làm hai. Vương Kha cứ tưởng cô ta ném vào sọt rác, ai ngờ sức trầu đến nỗi cuốn sách dày cũng bị xé rách. Mặt Hi Tranh tối sầm lại, trong tiêu hàn cực sách gì cũng có, nhưng mỗi cuốn đều khác nhau, không có cuốn nào giống cuốn nào. Tiêu Dũ chỉ đọc sách kinh doanh do cha đem tới, không để ý điều này cho lắm. Cuốn sách này cô chỉ vừa mới mở ra trang đầu Đang rất mong được học hỏi được điều gì đó mới mẻ trong cuốn sách đầu tiên Về thể loại yêu Thì lại bị cô tỉ tỉ này giật lấy Rồi sẽ ra làm hai Ây thật là tiếc Sách ơi ta xin lỗi Nhìn bộ mặt buồn buồn của Hy Tranh Chỉ Linh thấy thật hả hê Cô ta phá lên cười Để ý mỉm mai cho Hy Tranh vì một cuốn sách mà buồn Vương Kha thấy tình hình không tốt Lấy điện thoại ra nhắn cho Tiêu Dũ cho dù anh có cứu Huy tranh Thì chỉ làm cô bị cười thêm thôi Cũng chưa biết các cô gái này Có chịu tha cho không nữa Phải làm sao đây Từ nhỏ Vương Khan đã hay bị bệnh Cha mẹ đều không cho tập võ Luôn đi theo sau hai anh mình là tiêu ca và tử ca Anh rất ngưỡng mộ hai người Với mong ước học giỏi Để sau này thành đạt Ba anh em sẽ hợp tác làm ăn chung Bây giờ anh nào biết ra tay bảo vệ là gì chứ Sự lạnh lùng của anh Chỉ là một lớp phấn che mắt mọi người Hy tranh à, thật xin lỗi. Đền đi! Hy tranh lườm chi linh nhịn đủ rồi đấy. Hả? Cô ta nói gì cơ? Bổn tiểu thư mà đến cho thứ bẩn thỉu như cô ta à? Ha <laughs> ha! Thật nực cười. Chát! Cô, cô dám! Hy tranh đứng bật dậy, tắt cho chi linh một cái thật mạnh, người run lên vì giận. Chi Linh như một con sói kêu chị em trong lớp nhà vào đánh Hy Tranh. Ngừng tay! Vương Kha rốt cuộc cũng lên tiếng. Quách Chi Linh, cô không sợ đụng đến người của tiêu thiếu gia là hậu quả thế nào à? Lần này thì không xong rồi, có nói gì cũng không cứu vãn được. Cô ta lấy tiêu thiếu gia ra để làm thấy à? Vương Nhị Thiếu, tử du tố là chị em kết nghĩa của tôi, lại là người tỉnh lâu nhất của tiêu thiếu gia. Cậu không nghĩ là tôi sẽ thua một con nhóc hồ ly khi có sự chống đỡ của du tố chứ? Chi Linh càng nói càng cười, những cô tiểu thư khác cũng thấy thế mà làm tới đánh hy tranh thời thả. Vương Kha định bất chấp xong vào thì... Ngừng tay! Các ngươi là... Hy tranh gượng không nổi, mở hé mắt. Chỉ biết có rất nhiều người đến rồi cô lịm dần. Cô chỉ nghe được họ gọi cô rất nhiều. Không phải Hy tranh, cũng không phải nha đầu, mà là tiểu thư. Ánh mắt nặng chữ mở ra. Tiêu dũ, anh ở đâu? Đây không phải là tiêu hàn cực. Tiểu thư, cô đã tỉnh một cô gái rất trẻ trông như người hầu cung kính chào cô rồi hấp tấp lui ra cô muốn gặp tiêu dũ cô ngồi dậy đầu chợt thấy choáng vô cùng nhìn quanh căn phòng hơi của bác quản gia và các chị người hầu ở tiêu hoàn cực đều không có ngay cả của tiêu dũ cũng không đây là đâu cạch cánh cửa được mở ra cô bần thần nhìn người đàn ông đó ông chắc đã có tuổi nhưng phong thái và khí chất còn rất mạnh là con là con thật rồi Ông rơi nước mắt, chiếc xe lăn đang đến gần người cô. Ơn trời đúng là con, ta thật có lỗi, đã để đến tận bây giờ mới tìm thấy con, cháu gái của ta. Ông vừa khóc vừa nói, tay vẫn ôm chầm lấy cô. Cháu gái? Cô cau mày, xô ông ra. Phải, ta là ông nội của con, còn là cháu gái ta, con ruột của con trai ta. À, tôi không có cha, không có. Cô run lẩy bẩy, chui vào một góc giường. Trên đời này, cô chỉ có tiêu rũ. Ông nội là ai chứ? Cha là ai chứ? Ông nhìn cô cháu gái mà đau lòng. Cha mẹ mất hết, mười mấy năm không ngừng tìm kiếm. Phật tổ phù hộ, ông đã tìm được cô. Mọi thông tin về bà Tú Loan, ông đoán, tiêu rũ và anh em nhà họ Vương liên quan đến cô đều nằm trong tay ông. Tội nghiệp đừng lo, từ nay con đã có ông, ông sẽ bảo vệ con. Tiêu dũ? muốn tiêu dũ? Cô rời nước mắt nói, miệng cứ nặng nặc đòi tiêu dũ. Được, được, gọi tiêu thiếu gia đến đây. Ngoan nào, con muốn gì ông cũng chiều, nín đi. Cô ngừng khóc, lúc đầu cứ tưởng ông ta không đồng ý chứ. Là người tốt, cho cô gặp tiêu dũ, chắc chắn là người tốt. Nghe ta nói, được không? Gật, còn thật ra chính là tiểu thư duy nhất của Mộc gia, cha là Mộc Bá, mẹ là Hứa Lam. Ông ngoại con, ta sẽ báo với ông ấy là đã tìm được con sau. Ông ấy và ta đều hợp tác với nhau truy tìm con khắp nơi. Ta là ông nội con, Mộc Đế. Ông ngoại con là Hứa Viên. Bên ngoại con cũng chỉ là cháu gái duy nhất. Tên của con chính là Mộc Trà. Ông thở dài một lát rồi nói tiếp. Chỉ tiếc mẹ con vì sinh con mà mất mạng cha con vì bệnh nặng qua đời cách đây ba năm chỉ còn ta với lão hứa đã không ngừng tìm kiếm con vậy tại sao cô chỉ ngón tay về phía mình ý con lại ở bãi rác ông có hơi bất ngờ khi chưa kể đến vụ bắt cóc mà cháu gái ông đã hỏi vậy theo thông tin thì nhát đầu được ông đoàn nhặt được ở bãi rác cô hỏi là đúng nhưng cũng may là cô cũng chấp nhận được vấn đề trước mặt câu hỏi đã được đặt ra rất liên quan. Vì lúc trước có một người đã từng là bạn của cha mẹ con, nhưng vì đem lòng yêu mẹ con nên dẫn đến thủ hận khi hứa lam chọn cha con mộc bá là người để mình nương tựa đến cuối cuộc đời. Thế mẹ mất, ông ta bắt cóc và đem bỏ ở bãi rác. Mộc đế mở to mắt nhìn cô cháu gái, suy đoán rất nhanh, đúng là y hệt cha mẹ nó. Câu nói con lùng cùng, cứ như con bé rất ít khi nói hoặc mấy học nói vậy Ý là một của tiêu rũ Cô ngửi ngửi hếch mũi lên Tiêu rũ đến Cô nhảy phóc xuống giường để đẩy Thấy người hầu đẩy xe cho ông rất chậm Cô ngứa mắt chạy lại làm Ở tiêu hàn cực ai cũng nhanh nhẹn Đâu ai làm việc chậm chạp như vậy đâu Hai tay cầm nắm lấy hai đầu xe Đẩy ông xuống lầu Ông cười đưa tay vệt đi giọt nước mắt vui mừng Gật đầu bảo ngoan Tiêu rũ đứng ở dưới lầu chờ Lúc đến trường được tin nhà đầu bị mang đi làm anh sợ hay biết nhường nào, chạy khắp nơi tìm cô. Nếu Mộc Gia không gọi điện báo thì chắc anh đã lật tung cái thị trấn này lên chỉ trong hôm nay rồi. Mà khoan, nhà đầu tại sao lại ở Mộc Gia? Cô ấy đã đắc tội gì chăng? Mộc Gia là một tập đoàn rất nổi tiếng trên thị trường và các nước vì mọi mặt. Tập đoàn của Tiêu Dũ cũng đã từng hợp tác với một trong những công ty lớn của Mộc Gia. Phải nói là rất thuận lợi, giữ uy tín và tính toán rất tốt. Nhà đầu không hay ra ngoài nhiều, sao Mộc gia lại biết đến cô cơ chứ? Tinh. Tiếng chuông thang máy kéo Tiêu Dũ ra khỏi những suy nghĩ phức tạp đó. Thấy nhà đầu không sao, anh thở phào nhẹ nhõm. "Tiêu Dũ." Cô chạy nhanh đến ôm lấy anh. "Nhà đầu, ý tứ một chút." Khẽ vỗ đầu cô, anh nhìn lên người chủ tịch của tập đoàn Mộc gia. "Không sao, không sao, nó đang vui cứ để thế." Mộc Đế cười nói, Tiểu thiếu gia mời cậu ngồi. Vâng. Anh lễ phép bước đến ghế. Nhà đầu buông anh ra, chạy tới đẩy xe cho ông làm anh ngạc nhiên. Được rồi, mau đến bên cậu ta đi. Xem kìa, nhìn chúng ta khó hiểu mà thấy tội. Mộc đế vỗ tay cô cháu gái cười. Chủ tịch Mộc gia nổi tiếng rất đá, ít khi xuất hiện ngoài đời. Vậy mà anh lại có thể nhìn ông cười thoải mái như thế. Chắc là tin đồn nhảm, bao lá cài rồi. Chắc cậu cũng thắc mắc nhiều điều Thôi thì ta cũng nói ngắn gọn Nha đầu, à không Hình như chỉ có cậu mới được gọi là thế này nhỉ Hy tranh Hy tranh của cậu Chính là cháu gái ruột để nhất thất lạc bao năm của ta Dạ Chủ tịch nói gì cơ Đừng gọi ta là chủ tịch Hãy gọi là ông Đều là người quen mà À vâng ông Mộc đế gật đầu hài lòng Đúng là cháu trai của tiêu điền Rất lễ phép thông minh ta quyết định sẽ giữ nó lại. Hà, ông nói gì cơ? Không được, nhà đầu không thể rời con nửa bước, còn cũng không muốn cô ấy rời con. rất có khí phách, rất có khí phách. này Tiểu Dũ, cậu lấy cớ gì để tôi giao cháu gái tôi cho cậu đây? Tiểu Dũ nhìn thẳng vào mắt ông. nhà đầu từ lúc được cháu đưa về đã được xem như một mạng sống thứ hai của cháu, có khi còn quý hơn cả mạng sống của Tiểu Dũ này cháu thầy sẽ bảo vệ cô ấy đến cùng. Được lắm, nhưng ta nghe nói cậu đã có hôn ước với cháu gái hứa ra. Cha cậu là người khó tính, cậu có chắc là con bé là người duy nhất của cậu không, tiểu dỗ. Nhắc đến anh mới nhớ, hôn ước này đã lập ra từ lúc anh còn trong bụng mẹ. Đúng là thời đại này còn đem cái đó ra chèn ép anh, người lớn thật khiến con gái họ khó khăn. Cháu sẽ hủy hôn. Chắc, chắc chắn. Thế thì càng không được rồi Ông sao lại nói thế Tiêu dũ càng lúc càng khó hiểu Anh cứ như đang bị ông trêu đùa Nhà đầu ngồi im không nói gì Chỉ im lặng nghe ngóng Trong sách có nói Khi người đàn ông hoặc người lớn nói chuyện với nhau Tốt nhất đừng nên xen vào Chợt Khịt hít hà Tiêu dũ có mùi rất giống anh Em nói gì cơ Làm sao có thể Chắc chắn mà khí chất cũng giống nhưng có vẻ không còn mạnh như tiêu rũ à? Nghe thế, ông Mộc bật cười, thông minh lắm, biết có người đến trước ông, Mộc trà còn rất thông minh. Dĩ nhiên, người có khí chất giống như tiêu rũ rồi, không giống thì đâu phải. Vào đi, tiêu hạo. Chào bác Mộc. Cha, tiêu dũ đứng bật dậy. Nhà đầu thấy thế, liền nhìn xem. À, cha của tiêu dũ đúng thật là vóc dáng rất giống anh tiểu tử, con mà hủy hôn thì làm sao cứ được cô bé này chứ tiểu hạo nghiêm khắc nhìn con trai ông chính là chủ tịch tập đoàn tiêu gia tiêu chủ tịch tiêu hạo Cha, cha nói gì vậy con không hiểu chẳng phải con có hồn ước với cô cháu gái cô hứa xa gì đó sao cứ báo với hứa tiểu thư là con hủy hôn còn đã có người mình yêu con sẽ không bỏ cô ấy đâu tiểu dũ ôm lấy nha đầu nhìn ông bằng cặp mắt quả quyết tiểu hạo nhìn mộc đế hai người phá lên cười. Tiểu dỗ cau mày, có gì đáng cười chứ? Đây có lẽ là cháu gái thất lạc của bác Mộc, còn của một báo huynh, Mộc Trà Tiểu Thư. Mộc Trà là tên thật của nhà đầu. Phải, phải, đúng vậy. Tiểu Hạo, cháu xem có phải rất dễ thương không, lại rất thông minh nữa đấy. Vâng, đúng vậy. Cha của anh cười trả lời. Tiểu Dũ, tùy hồn thề của con là cháu gái của hứa gia, nhưng không phải là hứa tiểu thư. Tiểu Hà ôn tồn nói, rất ra dáng cùng một người chủ nhiệm uy nghiêm. Còn mặc kệ, nhà đầu sẽ là vợ con, còn sẽ cưới cô ấy. Ông Mộc Đế liên tục gật đầu hai lòng. Cháu gái hứa ra là con gái của hứa Lam, cha họ Mộc, tên là Mộc Bá. Tên cô ấy là Mộc Trà, cũng chính là người ngồi bên cạnh con. Tiểu rũ mất 5 giây để nhận ra được niềm vui mà ông trời ban cho anh. Quá đỗi vui mừng anh bế cô lên và liên tục nói Em là vợ anh, em là hôn thê của anh Cha anh cùng ông nội cô cùng nhìn nhau cười Đúng là trái đất tròn Nhà đầu là mộc trà, lại là cháu gái của hứa gia Còn hứa lam là vị hôn thê của tiêu dũ Còn như đã có một mối liên kết Sắp đặt sẵn do ông trời dành cho hai đứa Nhà đầu bị bế lên xoay vòng vòng đến chóng mặt Đầu vẫn còn choáng vì vụ lúc sáng với quách chi linh Nhưng cô thấy tiêu dũ vui mừng đây là lần đầu tiên cô thấy hạnh phúc, có gia đình, bạn bè và có tình yêu của Tiêu Dũ, không thể ngờ là có ngày hôm nay. Tiêu Dũ dừng lại, anh không chóng mặt, chỉ thơ hồn hền vì lá hét vui mừng, trên môi vẫn giữ nụ cười. Lúc nãy ta nói giữ mộc trà ở lại, để hai ông cháu có thời gian dành cho nhau hơn. Cháu thật là, không lẽ có được con bé trong tay lại không nhường lão đây phần nào? Dạ không, cháu không dám. Mộc trà, còn có chịu không? Mộc đế hỏi cháu gái mình, vấn đề là cô có chịu hay không? Ông thật sự muốn bổ đáp cho cô. Được, nhưng tiêu dũ sẽ buồn khi không có. Lại đưa ngón tay chỉ vào mình ý con. À, thì ra là lo cho tên này. Nghe nhà đầu nói thế, anh gãy đầu ngượng ngùng, không biết nói gì hơn ngoài vui mừng. Cha anh gật gật đầu, rất hài lòng với cô con sâu này. Trong thời gian ngắn mà con ông có thể thay đổi như thế, đúng là kỳ tích. Tiểu Dũ sau khi dặn dò cô và hứa sẽ không buồn, liền bị phụ thân Tiêu Hạo chủ tịch kéo về. Ông dọa nếu anh không cố quản được công ty thì đừng hỏng ông giao cô cho anh. Thật ngược đời, đáng lẽ là ông giao con trai mình cho cô, sao lại giao cô cho anh? Đúng là phân biệt thấy rõ mà. Mộc trà, ông định sẽ giới thiệu con với mọi người, con thấy thế nào? Không biết, phải đi học, tạm biệt ông. Cô ôm ông rồi chạy ra ngoài, lên xem mộc gia trở đi. Ây già, dạ, con bé này đúng là hấp thấp mà. Câu nói từ ngứ thì lúc đúng lúc không, tính tình tinh nghịch như một đứa nhóc ba bốn tuổi. Cứ thế này thì tiêu rú chắc sẽ lo cho nó mãi đây. Chủ tịch, chuyện con gái của quách gia. Cứ đe dọa bọn họ, đừng để họ sống yên ổn. Thưa vâng, tôi đi làm ngay. Quách gia, các người dám đụng đến cháu gái vàng của ta thì đừng trách mộc đế này trường đại học hàn vũ long hi tranh cô quay đầu lại a à, là vương kha xe ai thế hình như không phải xe của tiêu gia cô còn nhớ ông nội đã dặn là phải giữ bí mật không được tiết lộ cho ai biết cho đến lúc ông giới thiệu cô với mọi người bạn hả vương kha la lên Hy tranh có bạn giàu thế sao hay là bạn của tiêu dũ ca định hỏi hôm qua đã xảy ra chuyện gì nhưng thấy cô bình thường thế này nên cũng thôi. Chồng có vẻ các học viên đang bàn tán về cô chuyện hôm qua nhỉ? Đúng là lòng dạ con người, không ai hiểu được. Hy tranh, bạn đã làm gì chi Linh? Tại sao bạn ấy không đến trường? Một chị lớn chạy đến chặn đường cô và Vương Kha. Anh đưa tay kéo Hy tranh ra, khóe môi dương lên, để ý khinh bỉ những cô gái trước mặt. Hôm nay Vương Kha phải bất chấp tất cả bảo vệ cho người của Tiêu Ca rồi, là do Tiêu Ca căn dặn mà, trọng trách lớn. Cô bạn vừa xưng nghĩ tranh là gì? Bạn, cô ta cùng lớp mà. So sánh lại dùm, hơn người ta đến tận 6 tuổi, cáo già. Mặt cô gái tím hẳn lên, đôi mắt vì xấu hổ nên cứ như muốn khóc. Hi tranh thấy vậy, liền chìa tay đưa cho tỷ ấy một mẩu giấy. Cô đang gì nhớ tôi thêm đấy à? Cô gái cầm lấy miếng giấy trên tay Hy tranh vứt đi rồi chạy vào lớp. Tại sao lại không tin tưởng khi người ta cho bạn một cơ hội? Hy tranh chớp mắt nhìn tì tì trước mặt bỏ đi Vương Kha nghe tiếng chuông Liền khoác vai Hy tranh kéo cô vào lớp Hy tranh xin lỗi vì chuyện hôm qua Chuyện gì? Nếu không tại tôi nói Em cãi lại Quách Chi Linh thì chắc Không phải lỗi của Vương Kha Hy tranh nói rồi Quay mặt lên nghe giảng Tiết học nhanh chóng trôi qua Hy tranh bảo Vương Kha xuống ăn rồi đi trước Vì chuyện hôm qua mà môn họa cô chưa thi Thấy có lý Vương Khang cổ vũ cô thì tốt Rồi bỏ tay vào túi quần đi xuống nhà ăn Đề tài Phát họa cảnh tượng mà em thấy đẹp nhất trong đời Hy tranh suy nghĩ một lúc lâu Rồi cầm bút vẽ hí hoáy Sau đó lấy cọ tô lên Hết giờ Ủa học viên đâu không thấy Cô giám thị nhìn quanh để ý Trên bàn có một bức họa sắp khô Và một tờ giấy bằng tên bên cạnh Hy tranh Ngoan, con muốn gì? con có thể hỏi vài điều không? Được, được. Ai là người bắt cóc con? Mộc đế nhìn mộc trà, có chút ngạc nhiên. Không ngờ cô lại hỏi vậy. Đừng bảo con bé định tìm ông ta báo thù nhé. Cũng phải, con bé đã sống như địa ngục thế này cũng tại ông ta. Nhưng con bé thật sự muốn báo thù. Chẳng lẽ lại có lòng dạ sắt đá như ông nội của nó sao? Ông à! Là từ chủ tịch của từ gia, từ khiêm. Mọi chuyện càng lúc càng thấy có mối liên kết Cô đã từng dự tiệc của từ gia Đụng độ với tử du tố Còn gái ông ta Này ông ấy lại là người bắt cóc cô Tên ông ấy là tử khiêm À như vậy cũng tốt Ít ra cha du tố Cũng từng là bạn của cha mẹ cô Thấy mộc trà gật đầu Nhưng hiểu được điều gì đó rồi lại trầm tư Mộc đến cau mày Không lẽ con bé đang nghĩ kế hoạch để phục thù Ông nội bác tử có tốt không Ừ, thật ra Tử Khiêm là một người rất chính trực, có tài, thành đạt. Cậu ta lúc trước luôn đến nhà này ngủ lại, chơi với cha con, hai người là bạn học chung, thân là phải. Chỉ vì quá si tình nên mới thế thôi. Ông nội, ông ngoại ở đâu? Chà chà, chắc có lẽ còn bé không có ý báo thù mà chỉ có ý tìm hiểu mọi chuyện đây. Lão hứa đang đi du lịch ở Hy Lạp, cháu gái thì ở đây mà lão ta còn nhở nhớ đi du lịch đợi khi nào lão hứa về ta sẽ báo luôn cho lão chưa thói ham chơi sao ông biết cha tiêu dũ bác hạo ấy <laughs> ha ha vì lúc trước chúng ta là bộ ba mà bộ ba có đến ba người à đúng thế là ta lão tiêu và lão hứa lão tiêu là cha của tiêu dũ là ông nội tiêu dũ tiêu điền ông ấy đã qua đời từ lâu rồi nhớ lại thời trẻ con huynh đệ chúng ta rất nổi loạn từ khi có vợ con thì mọi thứ đều được ngưng lại theo ý các bà. À, vậy còn mẹ tiêu dũ? Đừng nhắc đến cô ta, nếu không phải lão hứa và ta giúp đỡ, người đàn bà đó đã làm cho tiêu gia tán ra bại sản rồi. Tại sao? Điều này ta không thể nói nhiều được, nếu con muốn biết hãy hỏi tiêu hạo. Bác hạo! Đừng hỏi tiêu dũ, thằng bé sẽ rất đau lòng. Vâng! Cô không hỏi thêm nữa xin phép ông đi tham quan nhà. mộng đế nghe vậy mới nhớ đến, liền chỉ cho cô một căn phòng, là phòng của cha mẹ cô. HLMB, một cái bảng để chữ trước cửa phòng, là tên của cha mẹ cô. Ông nội bảo mọi thứ đều y nguyên, lúc nào cũng sạch sẽ, ông không lấy thứ gì từ căn phòng cả. Cô bước đến bên giường, nhìn về phía không ảnh treo trên tường, họ thật đẹp đôi, cha mẹ cô chắc chắn mẹ đã rất hạnh phúc cô bước đến bàn làm việc của cha trên bàn có một lá thư đề gửi con gái mộc cha vì là gửi cô nên cũng có thể mở ra đúng không con gái khi con đọc được lá thư này thì có lẽ ta và mẹ con đã đoàn tụ rồi xin lỗi vì đã để lạc mất con năm đó ta thật có lỗi ta cũng không thể làm gì đến người đã bắt cóc con ông ta cũng đã có vợ con nỗi mất mát người thân thất bại ta hiểu rất rõ Ta luôn mơ được bế con trong tay, chơi đùa cùng con, nuôi nấng con khôn lớn, nhưng có lẽ ông trời phạt ta, phải đợi con ở thế giới khác rồi. Nhưng ta tin, ông nội và ông ngoại sẽ tìm ra con. Mẹ con đã đặt tên cho con là Mộc Trà từ lúc con được 7 tháng trong bụng. Ta đã từng hỏi bà, tại sao không phải là Mộc Lan, Mộc Liên hay Mộc Lam mà lại là Mộc Trà. Nghe thế, mẹ con bật cười, giải thích cho ta khi mộc đi đôi với trà, nghĩa là giản dị, chân thành như tình yêu của người thiếu nữ, kết tình trong vị trà ngọt, đắng chát trên đầu môi. Bà mong con là người có vẻ đẹp thuần khiết, khôn khéo như bà, có khí chất mạnh mẽ, bình tĩnh như cha. Sức sống của con khi hòa vào lòng người sẽ luôn làm người đó vui vẻ vì mộc mạc, xen lẫn vị ngọt của trà, vị ngọt riêng của con. Dù cuộc đời đủ vị có làm con khó khăn, con cũng sẽ đối diện và vượt qua nó. Đến lúc đó, còn sẽ làm một ly mộc trà thơm ngon, hoàn hảo làm người ta chỉ nhìn chứ không nỡ uống. Mộc trà, nếu con biết được, người bắt cóc con năm ấy, tha thứ là thứ mà con phải có, đó là một phẩm chất tốt. Ta rất mong con hiểu cho ta và hãy luôn vui vẻ. Hãy nhớ, cha và mẹ đều rất thương con. Nghe lời ông nội, phải ngoan, làm một mộc trà mà con muốn. Đó là những gì cha mẹ cần, chúc con hạnh phúc. Mộc bá, cha con Cô thiếu chút nữa Là đánh rơi lá thư Nước mắt rơi lã trá Cha à, con cũng thương cha lắm Mẹ à, con cảm ơn mẹ Vì đã mang nặng để đau con Cha mẹ đừng lo Nhất định mộc trà của cha mẹ sẽ thành công Là một mộc trà ngon như cha mẹ muốn Cạch, tiểu thư Mời cô xuống ăn cơm Cô cất lá thư vào hộp tủ Quệt đi giọt nước mắt còn động trên mi cô đủ thông minh để thành công, mọi lỗi lầm sẽ được tha thứ, còn đường phía trước không chỉ có mình cô mà còn có tiêu du, mọi người cố lên. ông nội, con muốn làm ở tập đoàn của ông. hả, con nói gì cơ? muốn làm ở tập đoàn. được, được chứ, tất nhiên là được. ông cười, gật đầu nhanh chóng. mộc trà là đứa hiểu chuyện, có đầu óc nhạy bén như hứa lam, phân tích và tính toán vấn đề xuất sắc như mộc bá tập đoàn nếu do nó điều hành, ông tin sẽ rất thành công. Cũng sắp đến kỳ thi cuối năm ba đại học, còn sẽ tốt nghiệp, sau đó bắt đầu làm việc. Được, được, xong năm ba rồi sẽ... Chờ đã, tại sao lại là năm ba đại học? À, là tiêu rỗ xếp lớp cho con vào lớp này. Ông ngạc nhiên nhìn mộc trà, cô chỉ mới 15 tuổi, đừng nói con bé là thân đồng. Mộc trà, con chỉ mới 15 tuổi, như vậy không phải công việc này rất khó cho con sao Ông nội 15 Sao con lại tưởng là 14 nhỉ Đúng là con bây giờ 14 Sinh nhật con sắp tới Đến hôm đó con chính thức 15 À Sinh nhật là thứ được tổ chức trong ngày sinh của mình Hiểu rồi Đúng vậy Ông đừng lo Lúc trước ở tiêu hàn cực Và phòng làm việc của tiêu dũ Có rất nhiều tài liệu kinh doanh Con thấy tiêu dũ làm nhìn trông rất dễ nên không có gì là khó thật không được nếu xong kỳ thi năm ba ta sẽ đưa con tài liệu kinh doanh cho con làm giúp vâng cũng trễ rồi con mau ngủ đi mai đi học qua wow, ngủ đi thôi không phải đi tắm trước chúc ông ngủ ngon ừ chúc con ngủ ngon mộc trà tùy về phòng tắm rửa sạch sẽ rồi nằm nhưng cô vẫn chưa thể nào ngủ được phòng cô mọi thứ đều màu trắng viên màu bạc hà, nhìn thôi cũng thấy mát và sáng. Mọi thứ đều rất ngăn nắp, đầy đủ, tiện nghi. Nhưng nơi đây thật sự rất lạ, không một chút ấm áp. Chiếc rừng rộng, không biết lan đến khi nào mới rớt. Nhưng vậy lại chỉ có một người nằm, thật hao tiền. Cô không tắt đèn, cô sợ bóng tối, sợ cảm giác một mình và... Cô cũng sợ những người làm ở đây. Dù cho họ cố gắng thân thiện với cô, nhưng đáp lại họ chỉ là một cách nhìn không cảm xúc. Ông nội là người cô nói chuyện nhiều nhất, vì dù sao ông cũng là gia đình, là người duy nhất mà cô biết là có thể bảo vệ cô. Sáng Chào buổi sáng ông nội Còn dậy sớm thế, không ngủ được. Không, ngủ rất ngon. Cô đưa mặt tươi nhất có thể. Ông Mộc không nói gì, ông biết cháu gái ông sợ ông lo mà nói dối. Camera trong phòng cô cho thấy rõ, cả đêm cô chỉ nằm co do mà không ngủ. Cả một thứ đồ cũng không dám đụng. Mộc trà của ông, nhà này là của con, Mọi thứ đều của con Tại sao con phải khổ như thế chứ Ông nhìn cô mà tội nghiệp Ăn sáng đi Vâng mời ông Vì không muốn mọi người bàn tán Hay biết về thân thế của cô Xe của Mộc Gia phải đậu cách xa trường 45 mét Bác tài xế một mực nói không được Thì cô lại nhảy lên Cắn vào cào bác cho đến khi chị thua mới thôi May mà không gây ra tai nạn xe nha Kha Vừa thấy anh Cô lại nhảy chồng lên gọi to rồi chạy tới Ơ, ờ, Vương Kha sao không nói gì mà chỉ ôm trầm lấy cô thế? Anh cũng thích tấm lòng như tiêu dũ à? Nhưng mà... À, đau! Nhóc con, sao cắn tôi? Vương Kha nhìn bà vai mình, rằng cô nhóc này bén thật. Xin lỗi, phản xạ tự nhiên. Cô Lý Nhí nói. Thấy cô như vậy thì sao Vương Kha đang giận được cơ chứ? Cũng tại anh ôm trầm lấy cô nên mới thế. Ủa, mà tại sao anh lại làm thế nhỉ? Vì cảm giác muốn gặp cô chăng? Nghĩ đến đây, mặt Vương Kha đỏ bừng, bỏ cô đi thẳng vào lớp. Còn Hy Tranh đứng đó với khuôn mặt chứa đầy muôn vàn sự hối lỗi vì cô nghĩ Vương Kha giận. Cốp! ai da! Cô la lên, cúi xuống ôm đầu. Vào lớp dùm tôi, trông danh rồi. Thầy giám thị lấy roi đánh vào đầu cô, nghiêm khắc nói. Hy Tranh tức giận, ngừng đầu lên. Thấy mặt thầy giám thị thì sợ hãi, chạy phăng đi, không quên là hết. À, ma đầu chọc! Xin chào khán thính giả của truyện ngôn tình SE. Hôm nay tôi xin gửi tới các bạn truyện ngôn tình tin Bắt em về tiểu nha đầu, phần 1 của tác giả Mini Jim. Nhớ like ủng hộ, subscribe kênh Chuyện ngôn tình SE để đón nghe những câu chuyện hay nhất và bình luận cảm giác của bạn sau khi nghe chuyện nhé. Con nha đầu này, mày đúng là không biết trên dưới, mau mau quỷ xuống xin lỗi cho tao. Một bà lớn quát to là mọi người đang làm việc cũng quay người tò mò nhìn. Cô gái được gọi là nhát đầu vẫn đứng im đó, ánh mắt không cảm xúc. Bà ta thấy thế càng bực tức hơn. Ơ ờ, hay, cái con này. Bà lớn lấy ra một cây roi sắt quất mạnh vào lưng cô. Hay, nhà đầu ơi là nhà đầu. Kiếp trước làm sao mà trông giờ khổ quá, tội nghiệp. Thôi làm việc Không giúp được gì đâu Mấy người hầu lý nhí Nhìn cô gái nha đầu Lắc đầu thương xót Thế là trận đòn roi sắt Cứ thế mà tiếp diễn Lưng cô gái từ roi đầu tiên đã bật máu Vậy mà mấy cái liên tiếp Cô vẫn không khóc Khuôn mặt vẫn thờ ơ Không quan tâm đến tính mạng và cả xung quanh Bà lớn quỵ một khụy một chân Chống một chân sau khi đá cô xuống sàn Sao hả? Đau không? van xin tao đi cái con tiện tỷ kia ha ha mổ côi không cha không mẹ lão già tao lượm mày từ bãi rác về cho mày ăn cho mày lớn tao cũng không đối xử tệ bạc ngày ngày có chỗ ngủ cho mày có bạn chơi vậy mà mày dám dụ rốt chồng tao đúng là hồ ly bà ta bóc mạnh cầm cô miệng cười man sợ miệng cô khẽ nhếch bạn chó chỗ ngủ chuông cô khác nào thú nuôi Chính người chồng biến thái dâm tặc của bà đã cố động chạm cô. Bà ta đâu quan tâm cảm giác sợ hãi của cô thế nào khi ấy. Một ý nghĩ gan đến nỗi làm cô đưa mắt nhìn ngược lại bà ta. Mày muốn gì hả súc xanh? Bà ta gằn giọng, hơi bất ngờ khi thấy cô gái làm vậy, có chút sợ sệt ánh mắt ấy. Phập, a! À! Cô nhếch môi lần nữa, đưa tay nắm lấy tay bà ta, gắn mạnh đến nỗi bật máu rồi bỏ chạy dù chắc sẽ không may mắn thoát và cơ hội sống chỉ có con số không. Bà ta nghiến răng la lên, gọi mấy tên bảo vệ bắt nó lại. Căn nhà xa hoa nhưng cuộc sống địa ngục, thái để mặc cô tại bãi rác, tại sao lại cho cô sống như thế này? Không nụ cười, không hạnh phúc, một chút ấm áp cũng không. Cô cứ chạy, chạy mãi, cho đến lúc nhìn thấy cánh cửa sắt, lối thoát duy nhất. Rầm, uịch, bắt nó giết nó, con quỷ đó Ơ ờ. Bà ta chạy ra chỉ vào cô Nhưng cảnh tượng trước mắt Là bà ta sợ hãi tái mặt Bà lớn đi nhanh đến chỗ cô Rồi nắm lấy mái tóc cô Giật ngược lên Tiêu thiếu ra thật xin lỗi Đã để ngày va vào thứ sơ bẩn này Thật xin lỗi Bà lớn cười tươi với người đàn ông lịch lãm Bị cô va vào Anh ta đứng lên đưa tay phủi nhẹ mũi phục Sửa lại cà vạt rồi mới đưa ánh mắt nhìn người phía trước Mày còn không mau xin lỗi tiêu thiếu gia Muốn chết à Bà ta nói lớn Tay kéo mạnh tóc của cô hơn Tiêu thiếu gia là anh Người đàn ông cỡ 23 Nhìn vào cô bé Anh bất ngờ Không chỉ là hành dạng Mà còn là hàn khí và biểu cảm bất cần Chết tiệt Tụi bay mau nhút nó lại vào trong chuồng cho tao Bà ta quát Chuồng Cô bé này ở trong chuồng à? Đây được gọi là thứ gì? Thú? Đủ rồi! Chất giọng lạnh cất lên, sát khí lan tỏa làm mà lớn cười cũng không cười nổi. Tiểu thiếu gia, tôi sẽ cho nó vào chuồng và phạt như chó, mong ngay đừng giận. Sau khi đuổi chồng khỏi nhà, bà ta càng thích những cậu đàn ông đánh tuổi con trai bà như thế này dù rất sợ, mặc dù bà chẳng có con. Gì cơ? Anh ta nhếch môi. Cô bé đang nhắm nghiền mắt lại rồi nhẹ mở ra, Trong lúc bà ta nói những câu đó, với bộ dạng tham hại, người bê bết máu, đổ rách tươm nhưng trông chẳng có chút gì là sợ hãi. Tôi bảo ngưng! Anh nói rõ hơn, làm bà giật mình. Bà biết tôi đến đây làm gì, bà Tú Loan. Vâng, tiểu thiếu gia đến ký hợp đồng ạ. À. Không chỉ có hợp đồng, mà tôi còn muốn bà trả khoản nợ đã vay năm trước. 656 000 đô, vốn lẫn lời thiếu, thiếu xa, ngài, ngài. Bà trả hay không? Anh ta khoanh tay, ánh mắt không nhìn bà mà nhìn cô. Bà buông lòng tay, mặt méo sạch. Cậu, cậu biết công ty tôi, kinh doanh không lớn, nhiều như vậy thì làm sao? Thế còn cô ta, đủ cho bà trả hết số nợ. Lời nói đó làm cô đưa mắt nhìn thẳng vào anh. Anh là ai mà nói thế? Muốn cứu? Hay như ông già kia? Dạ, Ngài, tiểu thiếu gia cứ đùa, một con tiện tì, cấm miệng. Anh liếc nhẹ bà ta rồi vầng trán có một vết nhăn nhẹ, nhịn đủ rồi đấy bà già kia. À tôi, tôi xin lỗi, thiếu gia cứ đem cô ta đi, đây là một người hầu tốt, cô ta ngốc nghếch nên dạy bảo đánh đập ra sao cũng được, cũng có thể làm thỏa mãn thiếu gia đấy ạ. À? Ngữ điệu của bà Tú Loan làm anh khinh, dù nếu là anh thì chắc anh cũng sẽ làm như vậy, có khi còn độc ác hơn nhưng cô bé này có sức thu hút sự chú ý của anh cao thú vị vậy à mai sẽ có người đến ký hợp đồng thay tôi tiền nuôi dưỡng cô gái này không ít đâu anh nói chậm rãi nhấn mạnh chữ tiền nuôi dưỡng rồi cúi người xuống chỗ cô anh vòng tay một tay để rước đùi một tay bế cô lên khéo léo tránh làm đau ơ ờ, tiêu tiêu thiếu ra đã là người của tôi tôi quản lần này là cho qua Bà Tú Loan nuốt nước bọt khi nghe anh nói thế. Lần sau nếu cô ả à mà mất một sợi tóc vì bà ta, thì bà chết chắc. Đi! Anh quay lưng nhẹ nhàng bế cô đi. Biệt thự tiểu hàn cực. Chào mừng cậu chủ trở về. Hai hàng bảo vệ người hầu cùng quan sát cúi đầu chào anh. Cậu chủ, đây là... Việc của tôi. Anh lạnh lùng lên tiếng, khuôn mặt lạnh giờ còn lạnh hơn à vâng ạ à. quản gia lùi xuống cô được anh bế lên phòng anh kêu người đem đồ và băng bó vết thương cho cô nhưng bất ngờ là chưa đụng vào cô đã nhảy sổng qua một bên cau nhẹ mày nhìn những cô hầu mấy cô kia thấy thế cũng khó chịu thật là cô gái đó là ai mà cậu chủ lại đem về chăm sóc như thế lại còn làm nũng cơ mà trông quả thật không phải loại người tình mà cậu chủ hay mang về chẳng lẽ không vị mới tiêu thiếu xa Một cô trông lớn nhất trong đám lên tiếng Để đó cho tôi Anh đi tới rồi đưa tay ý bà ra ngoài Sau khi mọi người đi hết Cánh cửa đóng lại Chỉ còn anh và cô Giờ mới nhớ Anh chỉ nói với cô lời nào Từ lúc gặp đến giờ Và cô cũng vậy Em sợ họ Anh lại gần lên tiếng Giọng nhẹ đi một chút Cô ngẩng đầu lên Không vội nhìn anh sau khi xác nhận những người kia đi hết, cô mới gật đầu, làm miệng anh chợt dương lên, anh vừa cười. Thế còn anh? Anh hỏi tiếp. Phải mất 15 giây chờ đợi, cô suy nghĩ câu trả lời, cô lắc đầu ý không sợ anh, trong lòng anh chợt có một chút vui vui khi thấy thế. Nhưng anh là đàn ông, tay đồ băng bó, em không sợ à? Lại lắc đầu. Trời, đây là một cô nhóc hay là cô gái thế? cô rất sợ đàn ông, nhưng từ khi thấy anh, hành động và lời nói đã làm cô thay đổi. Cô chỉ biết tin mỗi mình anh. Anh đưa tay mở cúc áo cô ra, lần đầu tiên trong đời anh bị làm khó. Mắt anh mở to hơn khi thấy người cô bé đầy vết thương sẹo. Vết thương lúc nãy dù sắp đông lại nhưng có thể thấy cảm giác đau thấu xương, nhức nhói. Vậy mà cô bé này chẳng hề rơi một giọt nước mắt. Nếu là người khác, anh đã cho là giả tạo. Nhưng cô bé này lại khác sự kiên cường khuôn mặt và đôi mắt thánh thiện đã thuyết phục anh cho cô một lòng tin và cảm giác đặc biệt sau khi băng bó xong anh có thể thấy tay cô nắm chặt tấm nệm mềm thượng hạng đau mà không nói em tên gì anh quỳ trống chân trước cô ngước mắt nhìn lắc đầu không có im lặng ở nhà đó người ta gọi em là gì nhà nhà đầu anh bất ngờ khi nghe cô trả lời cái tên đó một phần nữa là giọng nói của cô trong thật lại nhẹ tênh rất tự nhiên tên cha mẹ đặt cô lắc đầu mím môi không có không có không cha không chưa nói hết cô bất ngờ bị hơi ấm ấy lại gần anh ôm cô xót cho cô lần đầu tiên cô được nhận hơi ấm người cô trượt run lên thiếu ra anh bất ngờ khi nghe cô gọi thế Có cần để cao anh thấy không Mà anh là thiếu gia Là cậu chủ thật mà Cô gọi vậy là lễ thường Sao lại gọi anh thế Cô giật mình nghiêng đầu Bà ta cũng gọi anh Cô lạnh nhạt nói Bà ta, bà Tú Loan À, thì ra cô học Theo cách nghe và nhìn Anh cũng chưa nói tên của anh cho cô biết Thì làm sao mà cô dám gọi Anh họ tiêu tên Dũ Tiêu Dũ. Đúng vậy, chỉ em được gọi anh là Tiêu Dũ, trong nhà ai cũng gọi là thiếu gia hoặc cậu chủ, hiểu không? Cô gật đầu ngoan ngoãn, thấy anh cười nhẹ, mặt cô có vẻ thích thú. Tiêu Dũ cười đẹp. Nụ cười của Tiêu Dũ chợt ngừng lại nhìn cô. Em cũng cười đi. Anh ngồi cạnh nhẹ nhàng chải tóc cho cô, mái tóc rất mềm và mượt, chải rất nhanh và anh cũng không dám làm mạnh sợ đau cô. Cười. Cô quay mặt nhìn, miệng méo sạch. Anh đưa tay cười khúc khích. Chắc phải dạy lại cô rồi. Mà khoan, cô không biết gì sao, ngay cả cười. Lúc trước em sống thế nào, anh có thể biết. Thấy cô nắm chặt tấm nệm khi suy nghĩ về quá khứ, anh thấy không cần nữa, đưa tay nắm lấy bàn tay nhỏ bé của cô. Em mấy tuổi? Mười bốn. À còn tên em Anh đặt được không Cô gật đầu rồi đưa lên mạnh Đụng chúng cầm anh Là gì nhỉ Hừm, anh xoa so xoa so cảm suy nghĩ Không cần nữa Cô lấy áo anh nói Xin lỗi cần sợ Nhưng cô nào có tên đâu mà trả lời Tên cô ấy là Tên cô ấy là Hy Hi. Hi Cái tên này tiêu dú đã nghĩ ngợi rất lâu mới ra được cô nhìn anh rồi lại nhìn vương tử Nhưng cậu hay gọi cô ấy là Hy Tranh Hừm, tên lạ, nghe êm tai, rất hay Vương tử gật gật đầu Từ nãy giờ cô toàn nhìn quanh Không nói lên câu nào Làm vương tử cảm thấy không thoải mái Anh cầm tích trả lên uống một ngụm Hy Tranh, năm nay bao nhiêu tuổi? 14 Trẻ nhỉ, trông em còn trẻ hơn 14 Cảm ơn Này, tôi hỏi Hy Tranh, sao cậu lại trả lời? Thích! Một chữ của tiêu dũ cùng một cái nhún vai là Vương Tử Điền Máu. Thằng quỷ này đúng là Hôm nay không đi làm mà. Chủ nhật. Sau đó anh cùng Vương Tử nói thêm vài câu rồi chuyển qua đề tài chính. Vương Tử đến đây là muốn rủ tiêu dũ đến sự tiệc của một tập đoàn cũng có tiếng trên thị trường. Vương Tử không khách khí gì. Cậu là một chủ tịch tập đoàn thời trang lớn, cũng cỡ tuổi 23 hai người là bạn chí cốt, gia đình chơi thân với nhau. Sao nào có đi không? Tiểu Dũ rất hay đi dự tiệc, nhất là của tập đoàn lớn vì có thể gặp đối tác lớn và hợp tác thêm nhiều tập đoàn khác. Nhưng hiện giờ Hy Tranh là vật cản duy nhất mà anh không thể đi. Cô nghe ngóng tình hình cũng hiểu được ra vấn đề. Tên của cô là Hy, gọi là Hy Tranh, chỉ có duy nhất Tiểu Dũ gọi là nha đầu thôi. Còn nó là bạn của Tiêu Dũ, tên Phương Tử và tiêu dũ được rủ đi dự tiệc dự tiệc ông bà tú loan cũng rất hay đi nghe nói có rất nhiều thứ lạ thật tò mò à tiểu dũ đang nắn đo không biết phải làm sao thì vương tử lên tiếng hi tranh em muốn đi dự tiệc không cổ trần trừ một lát sau đó mắt sáng lên tiêu tiêu dũ gì em muốn tiểu dũ gật đầu đồng ý với vương tử sau khi nghe Hy Tranh nói thế, Vương Tử khá bất ngờ với giọng nói của cô gái này. Còn cả cậu bạn rất đá này, sao lại dịu dàng thế không biết. Hy Tranh, em to gan lắm, anh hỏi mà em làm lo. Vương Tử đập bàn nói đùa làm cô giật mình. Hy Tranh giờ mới đưa mắt nhìn thẳng vào Vương Tử. Tiều rú nhếch nhẹ môi xem ngóng tình hình, liệu Hy Tranh có chịu mờ miệng. Cô đứng lên bước đến gần Vương Tử. Tiều rú thấy hơi chướng mắt khi cô đến gần người lạ tử. Oh my god, tên của vương tử, cô nói trống không vậy? Mày hy tranh là người của tiêu dũ, nếu không mười mạng cũng không thoát. Gì? Anh, tại sao lại nói thế? Lại thêm một cái chướng Hy tranh chưa bao giờ gọi tiêu dũ là anh. Nhưng dẹp đã, cô vừa bảo vương tử nói dối. Tiểu dũ, em mới thật lạ à? Ngay cả vương tử cũng giật mình, anh có nói gì đâu. Rầm, Hí tranh Cô đập bàn một cái thật mạnh Nghe muốn rắt cả tay lường vương tử Tại sao hỏi lại làm lơ Cô nói Một giây, hai giây, rồi lại ba giây Chết vương tử chưa Cậu bị cô chơi lại rồi Tiểu rũ cười thầm Giỏi lắm nhóc con của anh Vương tử nhìn cô có chút hẹn Tiểu rũ Cô nhóc này đặc biệt đấy Lần đầu tiên có người chơi lại tôi Vương tử đã tay mình choàng vai hí tranh tay kia ra hiệu số một. Thả ra! Tiểu dũng quát lớn, nhưng không chỉ anh mà còn có cả giọng của hy tranh. Được được, làm gì ghê thế? Đúng là tâm đầu ý hợp, nói cũng nói chung, làm hết cả hôn. Thôi tôi xin phép, vậy gặp cậu tối nay nhé. Được. Tiểu dũ đứng lên có ý tiến. Thôi khỏi tiến, cậu giết tôi mất. Tại sao? Vì hẹn gặp lại em, bé yêu à. Nói rồi, vương tử véo nhẹ má cô, sau đó phi thẳng ra ngoài, lại để cho tiêu dũ cục tức váy tranh thì không hiểu gì. Vương tử cậu nhớ đấy. Tối Nha đầu, qua đây anh mặc cho em. Trần kia trước, đứng thẳng lên. Đừng động đậy, ngoan nào. Nhà đầu nhỏ của tiêu dũ đã thay xong váy, phải mất đến 15 phút để mang đồ lên người cô. Nhà đầu, nếu ai hỏi tên hoặc quý danh, em nhớ bảo em là Hy Tranh, nhớ không? Gật. Ở đó có rất nhiều người, em ổn không? Gật. Không cư xử xấu với người lạ nhé. Gật. Còn nữa. Cô cứ gật, anh nói cho đến khi quản gia vào báo đã đến giờ anh mới ngưng. Ây, tội nghiệp cách cổ của cô. Tại nơi dự tiệc. Vương Thiếu Gia, mời. À vâng, cảm ơn ông tư chủ tịch vương thiếu gia đang đợi ai à à vâng chắc là tiêu thiếu gia đây mà một người khác nói vương tử cứ cho qua rồi xin phép thật ra anh ngóng hy tranh hơn tiêu Dũ. cậu ta mà biết được chắc tử anh luôn quá à tiêu thiếu gia đến mấy cô nàng tiểu thư bắt đầu xì xầm to nhỏ tiêu Dũ và vương tử hiện được xem là hai nhân vật điển trai tài năng nhất trong mùa dự tiệc ngày hôm nay người tình của hai người này tất nhiên cũng không thiếu Ồ, oh, hình như có ai đi bên tiêu thiếu xa là một cô gái. Xinh quá, trẻ quá. Hay, đừng tưởng bở, cô ta sẽ bị tiêu thiếu gia đá sớm thôi. Thiếu gia chỉ đổi khâu vi, cô ta chỉ là hồ ly đeo bám. Đúng đấy, đúng đấy, làm sao mà so với chúng ta được cơ chứ? Hy tranh nắm chặt tay áo anh, hít thở sâu và đều để lấy tinh thần. Tiêu dụ thấy có rất nhiều lời bàn tán tốt xấu. Hẳn là cô rất sợ, liền vòng thay qua người cô, Xích cô lại gần hơn là mấy cô nàng kia thấy mà tức sôi máu. Tiểu thiếu gia, người con gái bên cạnh cậu thật đẹp, có thể hỏi quý danh tiểu thư đây không? Anh gật nhẹ đầu rồi nhìn cô. Nha đầu, nếu ai hỏi tên hoặc quý danh, em nhớ bảo em là Hy Tranh nhớ không? À, Hy, Hy Tranh. Cô lúng túng trả lời. Hy Tranh à, tên cô đẹp quá, rất dễ nghe. Cảm ơn. Ừ, lại rất dễ thương không hiểu điều. Hi tranh, chắc cô đã đói, cô có thể đi ăn ở góc bên kia, có rất nhiều đồ ngon cho cô. Tiểu thiếu gia có thể ở lại bàn chuyện công ty tập đoàn được không? Tôi có vài người muốn giới thiệu cho thiếu gia. Tiểu dũ cũng thấy cô chữ ăn tối, nhưng để cô đi một mình có vẻ không ổn cho lắm. Hy tranh biết ý, lấy áo tiểu dũ, đưa ngón tay chỉ về phía đồ ăn rồi lại xua xua tay. Anh cười thầm, cô đang cố nói, không sao, anh cứ đi với họ, đừng lo. Nhưng không thể vì câu đó quá dài, cô không thể nói nhiều trước đám đông. Tiểu dũ gật đầu, đưa tay vuốt nhẹ má cô rồi từ từ buông ra. Hy tranh bước đến quầy đồ ăn. quá wow, thật là nhiều, nhưng không ngon gì cả, có tiểu dũ ăn mới ngon. Đang đứng thần ra thì có một bàn tay nắm chặt cổ tay cô. Cô là người của tiêu thiếu gia hy tranh định hất ra lườm cô gái kia vì đụng đến cô nhưng nhớ lời tiêu rú đã dặn không được cư xử xấu cô bình tĩnh lại rồi nhìn vào cô gái đó rồi gật đầu vậy à cô có phải là người máu diễn viên còn gái tập đoàn nổi tiếng gì không lắc đầu à ha ha thì ra là hồ ly có danh phận nghèo hám tiền đều bám tiêu thiếu xa với cái ghế phở của anh ấy một cô khác bước đến hy tranh cau mày người gì đâu mà đã cao mà còn mang thứ mà bà tú loan hay gọi là guốc cao mấy phần nữa cách nói chuyện của chị ta cũng thật giống bà thật khiến cô thấy khó chịu à mày nhìn gì chứ cô ta gằn giọng nhưng không thể để mấy người ngoài nghe thấy thôi đi linh chi à ta không đáng đâu một cô gái khác bước đến rất xinh đẹp và kêu sang dù tố dù tố nhìn sơ qua hy tranh miệng cười tươi nhưng hy tranh có thể thấy rõ chị ta là giả tạo từ này có lẽ quá mạnh để so sánh với một người đẹp hy tranh thật không muốn thất lễ với người này nghe nói muội muội đây tên hy tranh gật đẹp đấy ấy thật xin lỗi xin lỗi muội có sao không hy tranh bị du tố đổ dựa vang lên váy biết chắc là chị ta cố ý nhưng hy tranh vẫn lắc đầu cho qua nhưng xem ra mấy cô nàng này không biết điều rồi Ây da, xin lỗi hi cô nương, đã làm cô ngã rồi, ha ha. Nhìn cô ta kìa, đúng là không tự lượng sức. Hai cô nàng kia là người tình có một không hai của các thiếu gia nhà giàu, gồm có Tử Du Tố và Quách Trí Linh. Tử Du Tố hiện đang là người tình nặng ký nhất của tiêu thiếu gia, nên ai cũng sợ động chạm đến cô. Những người tình khác của thiếu gia đều bị Du Tố đây hạ cho tơi tả, có người còn như chết đi sống lại, có người sống mà như chết không biết hy tranh sẽ ra sao. Vương tử đang bản công việc xã giao, vẫn không thấy tiêu rú và hy tranh đâu. Đang không biết họ có đến không, thì nghe thấy ở quầy đồ ăn đang náo nhìn chuyện gì đó, tò mò đến xem thử. Hy tranh bị chi linh xô ngã, lưng đập mạnh vào cạnh bàn, thấy ươn ướt, hy tranh chắc rằng vết thương bị rách. Không xong, tiêu rũ sẽ là cô mất, chỉ tại các cô gái này, không đồng tự nhiên gây chuyện với cô, để rồi cô sắp bị tiêu rũ la. Hi Tranh ngẩng đầu, đưa mắt lườm bọn họ. Dù Tố ghét ánh mắt ấy, ghét ai chống lại cô và nhất là chiếm hữu người đàn ông của cô. Vùng tay định thắt Hi Tranh vài cái thì... Tử Du Tố, đừng tưởng đây là tiệc của tập đoàn Jaco cô thì có thể làm gì thì làm. Thiếu, thiếu ra. Đây là người của tôi, các ngươi dám. Tiêu Du lạnh lùng nói lớn, ánh mắt đỏ ngầu, giọng nói chứa đầy phẫn nộ. Thả cánh tay bị chụp của Du Tố ra rồi lại gần Hi Tranh hàn khí của anh đã bao quanh căn phòng dự tiệc. Hy tranh thấy tiểu rũ đến thì vội đứng dậy nhưng có vẻ chân bị chật làm cô lắc lư đứng không vững. Tiểu rũ bế cô lên nhìn thẳng vào ba cô gái kia. Dù tố chán ướt đẫm mồ hôi Chị Linh thì nắm chặt lấy váy của mình cúi đầu không dám ngẩng lên Tiểu rũ cậu đưa Hy Tranh đi trước Ở đây để tôi lo liệu Vương tử bước vào Đặt tay lên vai tiểu dũ nói Không quên quang cho mấy cô tiểu thư Một ánh nhìn khó chịu nếu không có phương tử tập đoàn của các cô này chắc không cứu được rồi tiêu dũ cảm thấy vết thương của cô bị rách không quan tâm nữa anh mấy cô rời khỏi đó và quay về tiêu hàn cực nhà đầu à em không sao chứ nhà đầu đừng làm anh sợ tiêu dũ đặt cô lên giường rồi nắm lấy bàn tay cô tiêu dũ nhà đầu em không được ngồi có sao không để anh mang lại vết thương rồi xoan chỗ bị chật cho em gật nhẹ đầu cô gượng dậy băng bó xò bóp chân xong tiêu rũ xoay người cô rồi ôm chầm lấy thật có lỗi đáng lẽ anh không nên để cô một mình cô đã làm theo như những gì anh nói anh chắc vì vậy nên cô mới không dám phản kháng chị anh không giỏi về đặt tên thôi để sau ha Giờ tắm rửa cho em rồi thay đồ xuống dưới ăn cô gật đầu anh choàng tay bế cô lên mang vào phòng tắm nhìn hình ảnh te tua thế này chắc không thể để cô tắm một mình được rồi. Những cô gái anh mang về đều tự động cởi đồ dù quyến rũ đến mấy. Còn cô, anh phải hạ mình và cũng kìm nén tính khí lại. Nhìn qua thì thân hình cô bé rất nhỏ nhắn và đẹp tự nhiên thế này. Anh phải cố kìm lại thôi. Tiểu rũ bế cô xuống lầu, anh nhìn cũng ngạc nhiên. Ai ngờ cô diễn thường đến thế, mặt ngây ra như con nít. Cô được cho mặc chiếc váy màu trắng viên danh lục, dài ngang đùi mái tóc xóa phồng lên sau khi tắm và được sấy khô. Thấy anh đặt xuống ghế, cô ngẩng đầu lên, mọi người đang dọn đồ ăn, người thì dẹp đằng sau. Mời cậu chủ, chúc cậu ngon miệng. Dãy người hầu bên cúi đầu. Cô nhớ lại lúc ở nhà bà Tú Loan cũng thế, bèn đứng bật dậy mời theo, chỉ đuổi cậu chủ thành tiêu rú là mọi người bất ngờ. Ngồi xuống đi, lần sau chỉ cần ngồi rồi mời, không cần làm theo họ. Anh chỉ cô, mấy người hầu cùng quản gia lại mở to mắt. Cậu chủ thật dịu dàng với cô gái đó. Cô gật đầu ngoan ngoãn nhìn tiêu dũ ăn. Anh nhìn cô khó hiểu. Sao không ăn, không hợp khẩu vị? Cô cúi lắc đầu. Cũng phải, cách ăn cầm đũa muốn nía của anh rất lạ. Cô thấy cũng nhiều ở nhà bà Tú Loan rồi, nhưng sống trong chuồng, trời với chó dữ như cô thì làm sao biết cách mãn cho đàng hoàng. May mà cô còn biết mấy thứ nên học của con người như trả lời, nghe lời và cả học hỏi. Nếu không chắc phải dạy Nhìn lúc em bé mới sinh quá. Anh chợt hiểu ra điều gì đó, đem ghế qua bên cạnh cô. Chỉ cô cầm muỗng làm cô giật cả mình. Muỗng dường như muốn rơi. Như thế này, đúng. Ăn gì cứ bảo anh gấp lên chén rồi em giúp ăn, hiểu không? Anh dặn, nhìn cô gái ăn ngon lành, bữa ăn trông cũng ấm hơn lúc trước cậu chủ cậu nên ăn kẹo nguội quản gia nhắc anh ừ ừ ăn đây đang ngồi thử ra nhìn cô nghe thế anh lúng túng cầm đũa lên gắp cơm bò miệng những người hầu cùng quản gia dường như có chút thiện cảm với cô dù nhìn ngốc nghếch nhưng khi bước vào căn nhà cô chỉ quan tâm tiêu thiếu gia nhưng không quyến rũ và nói chuyện nhão nhẹt như mấy cô gái khác càng không để ý những thứ trong căn biệt thự cao sang này sau khi lên lại phòng anh nhớ là phải làm một vài thứ cho tập đoàn anh là phó chủ tịch nên không thể bỏ bê công việc được anh hấp tấp đi qua phòng làm việc quên mất cô đang ngồi trên giường một mình thấy tiểu dũ bỏ đi cô bình tĩnh bước xuống giường không dám động những thứ khác cô đi mãi đi mãi vì nhà quá rộng và nhiều phòng không biết tiểu dũ đã đi vào phòng nào cậu mày cô từ nhỏ đã sống với con vật mũi cô rất thính tài cũng thế mắt và cả cảnh giác cũng cao tìm thấy phòng tiêu dũ đang làm việc giờ mới để ý cửa gì đâu mà to thế cô định mở cửa ra thì cô gái cậu chủ đang làm việc hãy về ngủ trước đừng làm phiền quản gia đi qua dừng lại nhắc nhở cô thấy cô gật nhẹ đầu ông mới yên tâm đi tiếp tiêu dũ đang làm việc đã xong anh giữ lưng vào ghế xoay xoay cổ nhắm nghiền mắt lại mở khẽ mắt ra nhìn đồng hồ anh đã tiếp đi ba tiếng rồi bây giờ đã là 6 giờ sáng. Anh đứng dậy vào phòng vệ sinh thay y phục. Phòng làm việc của anh có đủ giường, y phục, nhà tắm và tủ lạnh. Anh vừa xoay cửa ra thì... Nhóc con, sao em lại... Nói đến đây anh mới nhớ, anh bỏ cô đi làm việc. Hay, quên mất. Đứng dậy xem nào, em không ngủ sao mà ngồi trước cửa phòng làm việc của anh. Anh đỡ cô dậy. Vì anh ư, hay là giường không êm, anh bảo người thay nhá Không không Cô xua tay lắc đầu Em về phòng ngủ đi Chưa sẽ có người đến thức ăn lên cho Anh xoa đầu cô Thấy có chút lỗi Nhưng không biết làm thế nào cho phải Tiêu dũ đi Ừ anh đi làm Khi nào về Tối sẽ về Có thể mua quà cho em Cô cau mày nhìn lại tiêu dũ. Quả là tấm lòng Anh chỉ vào tim cô giải thích Cô nhìn thật kỹ nơi trái tim rồi thốt lên Tấm lòng À là ấm Ấm Cô đưa tay ôm tiêu rú Ôm chặt lấy làm anh không kịp chuẩn bị ngã nhào xuống ấy da Ấm như thế Cô trước mắt thích thú khi thử lại cảm giác lúc tối Cái này được gọi là ôm Anh bú nhẹ chán cô Nhưng ở đây ấm, ấm lắm Cô chỉ vào trái tim mình nói rõ từng chữ rồi nhìn anh ngốc ngách anh đưa tay lên chán cười nhẹ phòng thái uy nghiêm lạnh lùng của tiêu rú bị cô gái này hạ gục rồi ngoan về phòng ở nhà tối anh về cô gật gật đầu đi về phòng không quên chào tiêu rú biết cô ngoan thế này lúc tối đã bảo đi ngủ rồi thế là hôm nay cô ở nhà cho đến tối cô ấy thế nào à cô gái không ăn gì thưa cậu chủ cô người hầu báo cáo anh cau mày. Tại sao? Tôi, tôi không biết. Tôi đã nấu cháo và muống cho cô ấy theo lời như cậu, nhưng cô ấy vẫn không ăn, càng không cho ai đến gần. Thôi được rồi, dọn đồ ăn lên phòng. Anh tháo cả vạt bước lên phòng. Vừa mở cửa ra đã không thấy cô nhóc đâu. Anh nhìn quanh cũng không thấy. Nhóc con, em đâu rồi? Nhóc con, anh về rồi. Điều rũ. Anh quay lại thì thấy cô bước ra từ phòng tắm mặt mệt mỏi em sao thế anh đến đỡ cô tới giường mọi người bảo em không ăn không cho ai đụng vào em muốn gì nào xin lỗi cô thở gấp tại sao em sợ họ à họ là người tốt không cho đụng cô lạnh nhạt nói không ngoan là sẽ đánh đòn đấy tiểu dũ nói cứ tưởng sẽ dọn được cô nhưng không khuôn mặt cô trở về trạng thái bất cần và trên trán xuất hiện mồ hôi. Anh nhìn rồi bắt gặp ánh mắt thoáng buồn của cô, thật là mệt. Anh phải làm việc cả ngày nên không muốn thấy thái độ này tí nào. Thiếu ra đồ ăn đây. Cô người hầu để khách đồ vào. Ăn đi. Anh cho người lui ra rồi nói. Thấy cô không ăn, anh cảm thấy rất bực. Máu nóng anh nổi lên, xoay người để mạnh cô xuống, trừng mắt lạnh lùng nhìn. Cô nhìn thẳng lại vào anh, Ánh mắt thánh thiện ấy sao làm anh khó chịu biết nhường nào Định đưa tay đánh cô Như những gì anh từng làm Với mấy cô gái kia khi chọc giận anh Thì À là máu Cô nhếch môi có vẻ thất vọng nhìn anh Rồi nhắm nhìn mắt lại ngất liệm đi Tiểu thiếu gia Bác sĩ Tần cô ấy thế nào Vị bác sĩ nhìn anh Rồi thở dài nhẹ Ông là bác sĩ chuyên về đủ khoa Nhất là tâm lý theo tôi cô gái này đã từng trải qua rất nhiều thứ và đã rất khủng hoảng nhưng cô ấy lại chèn ép mình không nói ra hoặc không thể hiện được vì ngôn ngữ một phần khác làm cô ấy không muốn ăn vì vết thương trên lưng ra máu làm người cô tê liệt không muốn hoạt động nhiều tiểu dũ nghe xong thì choáng cả người thiếu già có biết cô ấy có cuộc sống thế nào không không vậy sao đây là toa thuốc cảm ơn anh lạnh lùng đáp lại Tôi xin phép Tiểu Dũ bước vào phòng Anh phải làm sao cho phải với cô bé này đây Anh lấy điện thoại ra bấm vài nút Tôi đã gửi hình Tất cả thông tin Chiếc điện thoại được anh ném qua một bên Anh ngồi xuống ghế nhìn cô Sao vẫn chưa tỉnh Nếu cô không ngất đi Khuôn mặt này chắc đã bị anh đánh rồi Có khi còn ảnh hạ thậm tệ Anh đưa tay áp vào đôi má lạnh lẽo của cô Tỉnh lại đi, anh có quà cho em này, là tên em đấy. Tỉnh lại rồi nghe tên mình chứ. Tính khí của anh thất thường, anh không giỏi quan tâm người khác, nhất là con gái. Phụ nữ thì anh là số một, nhưng em lại là một cô nhóc. Thật xin lỗi. Thiếu gia đã sáng rồi. Cô người hầu cúi người nói. Anh đã thiếp đi sao, còn cô đã tỉnh chưa? Một cảm giác lo sợ dâng lên trong anh, cô không có trên giường tiêu rũ có khách ơ ờ, anh bị sao vậy anh lại muốn tấm lòng à một đống hỗn loạn xuất hiện trong đầu cô khi thấy anh nhào đến ôm chầm lấy tiêu rũ buông cô ra này em đi đâu sáng sớm mà không báo im lặng mấy người lui ra đi vâng thưa cậu chủ sau khi xác định mọi người đi hết cô mới mở miệng vì ông lão kia bảo tiêu rũ cần nghỉ ngơi không được làm phiền nên em mới xuống lầu, phải không? Gật đầu, ông lão, à là quản gia đấy mà. Em mà có khách cả. À? Gật đầu, em sợ mới chạy lên đây. Gật mạnh hơn, từ nay lúc nào anh cũng sẽ ở bên em. Trong nhà này em không cần sợ ai cả, được không? Cô trần trừ một lát rồi lại gật nhẹ đầu cho có lệ. Ha ha, cô mà cũng biết kiểu này anh đưa tay bế cô xuống lầu, không quên hỏi về vết thương. Thấy cô lắc mãnh liệt, anh mới yên tâm. Vừa đi tới cửa, anh dừng lại bỏ cô xuống. Anh chưa đánh răng thay y phục, mất mặt quá. Đừng đừng là phó chủ tịch tập đoàn lớn trên thị trường, lại bị lú lẫn đi những chuyện còn con này. Nên nói sao bây giờ? Ây da! Cô chớp mắt nhìn anh không hiểu. Em chưa tắm. Gật đầu. Phải tắm mỗi ngày, nhớ không? Lại gật đầu, vào đây, anh tắm cho rồi xuống lầu cũng chưa muộn. À, anh sẽ gọi em là nha đầu, nên nhớ chỉ anh được gọi em là nha đầu thôi. Lần này cô thật sự rất mỏi cổ, nhìn anh như muốn cười cũng không được, khóc cũng không xong. Tiêu Dụ cười nhẹ không trách, anh mừng vì cô không để tâm cái tên ấy, anh thật sự muốn gọi cô là nha đầu, chỉ riêng anh, một cái tên rất dễ thương cho cô đối với anh. Tiêu Dụ bế cô vào phòng tắm rồi sau khi mọi việc xong xuôi, anh lại bế cô xuống lầu. Ây, tiêu, làm gì mà đứng thở ra thế, vương tử. tiêu du, cỡ đổi khẩu vị à? anh nhìn vương tử khó hiểu, nhìn lại mình thì mới thồng suốt. đặt cô xuống ghế đối diện, anh ngồi bên cạnh. cậu bạn thân từ nhỏ, vương tử của anh vẫn ngồi thử ra nhìn cô. là người của tôi, thời hạn, lâu dài và mãi mãi. câu nói được thốt lên từ trong miệng tiêu du làm vương tử bất ngờ đến độ há hốc mồm. Khép lại, anh nhắc. Anh tên vương tử, còn em? Cô im lặng, hơi khó hiểu nhìn vương tử. Người này là người lạ, nhưng tiểu rú ở đây, không vương tử thì cũng qua nhà chơi, làm cô càng ngày càng cười mở hơn. Vết thương trên lưng giờ đã lành hẳn, tuy không bắt chuyện với quản gia và người hầu, nhưng lâu lâu lại đi theo tò mò xem mọi làm gì. Có lúc cô muốn làm theo, nhưng lại bị họ ngăn lại. Thế là cô lại khó chịu chạy vào phòng sách Lấy sách ra đọc Sau khi nghe nói một ngày Tốc độ đọc của nhà đầu càng nhanh Có lúc cả 15 cuốn dày cọc Cả trăm ngàn trang sách Cũng bị cô đọc hết trong một ngày Sở dĩ nhà đầu đọc nhanh Là vì cô có thể biết trước được Bước tiếp theo sẽ như thế nào Và bộ phận phân giải suy đoán trong đầu của nhà đầu Được coi là rất nhanh và nhạy bén Tiểu dụ bất ngờ vì trình độ học cao vút của cô Nếu cô được học từ nhỏ Bây giờ chắc đã rất giỏi Có khi còn giỏi hơn cả anh một người đã trên 20 tuổi. Nhà đầu, mai em sẽ đi học. Thật, đúng, thật, trường của em là trường danh giá, có tiếng ở đây. Tốt quá. Cô nhảy lên, đưa tay vẩy phẩy kiểu con vịt, có vẻ rất vui mừng. Đến bây giờ, nhà đầu đã biết nhiều điều hơn trước, đã bắt đầu gọi tiêu dũ là anh và đang áp dụng những thứ học được vào cuộc sống. Nhưng cô vẫn chưa học được cách cười, đó là điều tiêu dũ quan tâm nhất. Anh muốn thấy nó, nụ cười của cô, thứ đã bị giam cầm trong nhiều năm. Và anh tin anh sẽ giải thoát được cho nụ cười ấy. Phải là anh. Nhà đầu, trong trường em sẽ có người tên Vương Kha. Em có thể nói chuyện và làm bạn với cậu ấy. Kha? Là Vương Kha, sao em thích nói tên của nhà họ Vương cộc lốc thế? Tiểu Dũng bật cười. Vương Kha là em của Vương Tử. Sao em biết? Máy tính nói mà, máy tính nói còn nhiều hơn con người lần này thì tiêu dũ cười lớn hơn đến độ đau cả bụng máy tính thì làm sao mà nói được cơ chứ suy nghĩ của nhà đầu thật là phong phú ôi trẻ con quá nhưng mà không ngờ cô cũng mò thông tin nhanh đấy chứ sáng sớm tiêu dũ vừa mở mắt ra thì đã thấy đôi mắt của nhà đầu mở to nhìn anh cô đưa tay vuốt nhẹ mặt anh như anh từng làm với cô chào buổi sáng tiêu dũ chết rồi chết thật rồi nhà đầu thật là dễ thương quá đáng lẽ anh nên làm những động tác khác nhiều hơn để cô có thể làm theo hay anh đúng là ham hố mà nhà đầu em chỉ được làm như vậy với anh không được làm với người khác nghe không vâng nhà đầu trả lời rõ gật đầu cái rụp đi nào phải sửa soạn cho em đến trường đồ đồng phục đã được chuẩn bị sẵn thay xong xuống ăn sáng rồi chúng ta xuất phát vâng trường đại học hàn long vũ nhà đầu em sẽ học ở trên mọi người nhiều lớp dù tuổi con nhỏ nên họ có tò mò thì chắc là ngưỡng mộ khen em nên đừng sợ nghe không tiêu dũ nãy giờ anh đã nói rất nhiều câu này cũng đã nói lần thứ ba rồi nhà đầu nhớ hết tiêu dũ đừng lo à anh chưa thấy mặt mình có chút thẹn thật là chỉ tại anh lo cho cô thôi mà thôi được rồi em vào đi vâng tạm biệt tiêu dũ học tốt nhé chiều anh đón đấy nhớ rồi tiêu dũ đi nhanh đi kẻo trễ việc ơ ừ, hay còn hối thúc anh đi à mà cũng phải anh có cuộc họp bên chi nhánh tập đoàn phải đến kẻo trễ thế là tiêu dũ lăn bánh xe chạy đi trong núi tiếc gác với sự lo lắng của anh cô thật sự rất bình tĩnh rất vui nữa ngôi trường này thật sự rất rộng à đi mãi mới thấy phòng hiệu trường cô bẽn lẽn mở cửa vào em là tên hy tranh nói xong cô cúi chào thật mạnh phải lấy dũng khí để trả lời, không được vô lễ với thầy cô giáo, phải kính trọng, trong sách đã nói thế. Ngài hiệu trưởng rất bất ngờ, không ngờ Hy Tranh, người con gái thần đồng mà tiêu thiếu gia nói đến là một cô nhóc con, có lộn không? Này cô bé! Vâng! Trường này có quy định, không đủ tuổi thì phải làm trắc nghiệm. Nếu đủ điểm hoặc cao hơn, em sẽ được nhận thẳng vào lớp cao. Thật! Đúng vậy, sao nào, có dám không? Dễ thôi mà, hiệu trưởng xén rời cả bút Chứ ai vào trường này mà dám nói từ dễ với ông cô bé này thật khiến người khác tò mò thời gian là 45 phút có 50 câu bao nhiêu mới gọi là đủ điểm ạ? 30 câu sao thế em sợ rớt à không bắt đầu thôi thời gian tích tắc trôi cũng đã sắp 15 phút xong rồi hả sao nhanh thế hay là em bỏ cuộc không có chỉ làm đủ điểm qua kỳ thi thôi Thật là kỳ lạ, 30 câu làm trong 14 phút. Đây toàn bộ là bài cao toán khó, ông chỉ muốn thử cô thôi, chứ thật ra đây là bài toán dành cho học sinh tốt nghiệp loại xuất sắc. Không ngờ cô làm hết 30 câu trong 14 phút, đúng là không thể ngờ. Em chắc đúng 30 câu chứ, có cần xem lại không? Không ạ. À. Kết quả 30 trên 50. Thật bất ngờ, không sai dù chỉ một chi tiết nhỏ, đúng ngày 30 câu đã làm. Lớp thưa thầy. À là năm ba cối A à. Xin phép thầy em đi Cô rời phòng Sắp được vào lớp rồi Thật háo hức Em là Hy Trai ạ À là học sinh mới Em ngồi chỗ bên cạnh Vương Kha đi Cô cúi đầu xin phép Rồi rời đi xuống chỗ mình Lớp này thật lạ à Sao cứ nhìn cô mãi thế Bộ cô nhìn lạ lắm mà Chỉ lùn hơn thôi mà Còn những cô gái kia nữa Sao lại liếc cô kiểu ăn tươi nút sống thế chứ Cô đâu dành ăn với các cô ta đâu Thật khó chịu cậu bạn tên Vương Kha đây sao? Hình như ngủ rồi, trông thật tốn tú, điển trai, y hệt Vương Tử à? Hình như lạnh lùng hơn Vương Tử thì phải. Nghĩ đi nghĩ lại, tiêu dũ vẫn đẹp trai nhất à? Vương Kha đang ngủ, cảm giác có người liền hé mắt. À! Anh giật mình la lên, thấy mình có chút không tự chủ, giả bộ quay lại khí chất lạnh, sửa cổ áo cho qua chuyện rồi nhìn cô, một cô nhóc đang ngồi kế anh. Vương nhị thiếu, có chuyện gì sao? cô giáo gặng hỏi không vương kha sau khi trả lời mắt vẫn không rời khỏi hi tranh cô chợt nhướng người lên đưa tay sửa lại những lọn tóc dấu cho cậu sau đó quay người chăm chú nghe sàng vương kha không lạnh lùng anh ta cũng dễ mến như vương tử vậy cô suy nghĩ một lúc rồi cũng theo kịp vấn đề mà cô giáo đang giảng hi tranh nào biết anh chàng này đang đỏ mặt vì động tác lúc nãy của cô điếng chuông vang lên đây là giờ tự học có thể đi đâu tùy ý hoặc ăn uống ngoại trừ về nhà, trừ trường hợp khẩn cấp. Đây cũng là tiết cuối, sắp được về với tiêu dũ rồi. a à, đến giờ ăn trưa rồi, không ăn, tiểu dũ sẽ buồn. Đang định đi ăn mà không biết nhà ăn ở đâu, thì tranh chắn nản gục xuống. Đi ăn không? Vương Kha thấy cô gật gật đầu, liền nắm tay cô kéo xuống nhà ăn. Vì là em của Vương Tử, chứ nếu là người khác, chắc cô đã nhảy sổng lên cắn anh rồi. Ăn gì? Cơm, đùi gà trên mắm. Tôi thấy có cánh gà trên mắm thôi, chứ đâu có đùi gà. Có, chắc chắn có. Vương Kha cau mày, cô nhóc này thật là quyết đoán, đã mà không có mà. Tiên, tôi bao. Nhưng sự thật thì Huy tranh đúng, đúng là có đùi gà trên mắm. Vương Kha còn mua cho cô, ly sinh tố bơ. Anh thầm nghĩ không ngờ có ngày anh cũng bỏ tiền ra một đồ ăn cho con gái đấy. Hy tranh gật đầu cảm ơn vì đồ ăn, nhìn đi ăn của Vương Kha hình như là mì hải sản và coca. Vương Kha ăn ngon miệng. Cả phòng ăn liền ngừng ăn, tập trung ánh mắt vào bàn của Hy Tranh và Vương Kha sau khi nghe cô nói ra câu đó. Trong trường này, thấy cô giáo và học viên, ai cũng không dám gọi tên cậu ta thẳng thừng như thế. Chỉ dám gọi là Vương Nhị Thiếu hoặc Vương Thiếu Gia thôi. Vương Kha cũng xém nghẹn lại khi nghe cô mời ăn. Nếu là người khác, anh đã lấy quyền thế mà rút hết tài sản của họ rồi. Nhưng cô nhóc này có gì đó rất lạ. Cho anh cảm giác riêng biệt nên có thể cho cô là ngoại lệ. Hy tranh cũng không quan tâm đến việc bị xung quanh dòng ngó màn tán, cầm muỗng lên giúp cơm gà ăn. Ăn xong, Hy tranh cứ đi theo Vương Kha mãi, anh cũng để mà không nói gì. Các cô gái hiện giờ đang xem Hy tranh là một đối thủ, là thủ địch không độ trời chung. Chàng trai nổi tiếng đẹp trai, lạnh lùng nhất trường, lại bị một cô nhóc còn dụ dỗ, đúng là hồ ly. Họ dừng chân tại một gốc cây gần cổng trường, Vương Kha lấy sách ra đọc, thấy vậy Hy tranh cũng lấy từ trong cặp ra một cuốn sách Tên nhóc là gì? Hy tranh Ừ, lạ, hay, êm tai Câu trả lời ngắn gọn Vương Kha trả lời y hệt anh trai Chán Vương Kha trơn hiện lên một nếp nhăn Nhưng biến mất nhanh chóng Nhóc biết anh tôi Đúng vậy Hy tranh không để ý, mắt vẫn dán vào sách Thật ra nhóc con này là ai Tại sao lại biết vương tử chẳng lẽ là một trong những người phụ nữ của anh ấy a à, lạnh lắm đừng nhìn thế Hì tranh nhấn mạnh từng chữ cho vương kha nghe ánh mắt lạnh đầy hoài nghi làm cô thật khó chịu tiếng chuông ra về reo lên Hì tranh bỏ cuốn sách vào cặp cúi đầu chào tạm biệt Phương kha rồi hẹn gặp lại ngày mai chưa kịp đi cổ tay của cô đã bị kéo lại nhóc con tôi phải làm rõ một vài điều ấy ra tiêu rú chắc chắn đang đợi phải đi nhanh thôi Xin lỗi phải đi Cô nhịn đủ rồi Dũng khí từ sáng đến giờ đã khan kiệt Càng muốn tháo tay Vương Kha ra khỏi tay mình Cô càng bị nắm tay chặt hơn Đến đỏ tấy Tôi chỉ muốn biết Danh thế thật sự của nhóc là thế nào Là ai Tại sao lại vào đây Hay là nhóc đang tiếp cận tôi Để được tôi nói tốt giúp cô cho anh trai Ngữ điều ấy Cô thật không muốn nghe tí nào Đẩy nghi ngờ Chút khinh bỉ Thật giống bà ta Tú Loan sao cảnh này cứ đeo bám cô mãi thế hi tranh nhăn nhó vẫn cố hết sức mở tay vương kha ra ánh mắt vừa khó chịu vừa sợ hãi vì lúc nào cũng có tiêu rũ vương tử bên cạnh cô đã trở nên yếu đuối chăng vương kha em không mau thả ra thì đừng trách anh vương tử phải rồi anh chạy đến đón anh đây mà nhưng sao tử ca lại quan tâm cô nhóc này như thế vậy là đúng rồi cô ta đang giả tạo để tiếp cận anh vương kha thả tay mình ra Hì Tranh không nhấc chân lên nổi, đưa mắt nhìn quanh. Vương Kha và mọi người sao lại nhìn cô như thế? Tiếng sầm sì, đáng đời, hồ ly giả tạo, mỗi lúc một to. Hì Tranh không quan tâm vương tử đang ở đây. Tiêu rũ, anh ở đâu? Mắt cô đầy sợ hãi, bọn họ nhìn cô như đàn chó hoang nhìn mồi. Tiêu dũ! Nhà đầu ổn rồi. Tiếng nói cái ôm từ sau lưng, ai ai cũng nhìn họ mà mở to cả mắt, cô xoay người tiêu rũ oa wow. ngoan nào anh đây xin lỗi đã đến chế chắc em sợ lắm tiêu rũ vuốt tóc cô vỗ về tay vẫn ôm chặt lấy vương khan nhìn cảnh tượng trước mắt không hiểu cái gì cả rõ ràng là người cố vương tử sao lại từng tứ với tiêu ca vương kha em muốn chết hay sao mà hù con bé thế hả à tử ca sao lại đánh thế em muốn bị tiêu rũ phanh thay giải thịt mới chịu à thằng ngốc này Thấy anh em họ cãi nhau trí chóe Hy tranh liền nín khóc Cũng nhờ vậy mà Vương Kha không bị tiêu rũ mắng trong một trận Chỉ hai ngày Chỉ trong khoảng hai ngày Nhưng trái tim anh thật sự đã tan chảy vì cô Nhà đầu ngốc Anh đã thương em rồi đấy Em cứ mạnh mẽ thế này Thì làm sao anh bảo vệ đây Anh cởi hết lớp váy trên người cô ra Cơ thể 14 tuổi nhưng rất hoàn mỹ Đầy đặn Anh muốn cô Mãi mãi chỉ cô thôi Anh sẽ chờ Đến khi cô cho phép, cô sẽ là của anh. Cô nhìn anh, ánh mắt Tiêu Dũ thật buồn, có phải vì cô làm sai gì không? Là cảm giác gì đây? Đau quá, Tiêu Dũ, đau quá. Thấy cô nhăn mặt, tay nắm chặt áo anh, Tiêu Dũ hoảng lên. Sao thế, em sao thế nhóc con? Hức, oa. À. Nhà đầu bật khóc, đã lâu rồi cô không khóc, những giọt nước mắt ấm áp thi nhau lăn trên má cô em đau ở đâu? đừng khóc đừng khóc. Tiêu Dũ thật sự dối lên, không biết làm gì để dỗ cô, chỉ biết ôm cô rồi vỗ nhẹ đầu. Anh ở đây, không anh hại em nữa. Đừng khóc, xin em. Cuối cùng cô cũng nín. Tiêu Dũ buông lỏng tay nhìn cô, mắt chạm mắt. Hức. Tiêu Dũ nhìn buồn lắm, tim đau lắm. Xin lỗi vì không nghe lời anh, là nhát đầu không tốt. Ôa. À. Nói xong cô lại khóc Tiểu dụ thấy tình huống này Không biết nên vui hay buồn Nhưng có thể thấy Ít ra nhà đầu cũng có cảm giác với anh Em đau cho anh à Ngoan lắm Anh không buồn nữa Giờ đến tắm rồi ngủ được không Cô nấc vài tiếng Gật đầu dụi mắt Tự động đưa tay lên cổ tiêu rũ cho anh bé Tiêu rũ à Cái đó Là bong bóng xà phòng Bong bóng Ừ nó có thể bày nữa đấy Wow Mắt cột sáng lên, Tiêu Dũ bật cười đổ ngốc. Tắm rửa xong, anh bế cô lên lại giường, thông tin về cô đã được truyền đến, nhưng anh không thể coi bây giờ lo cho nha đầu trước đã. Nha đầu, lúc nãy em có sợ không? Nằm giây suy nghĩ, lắc đầu mạnh. Đau không? Lắc. Em phải trả lời chứ. Không có, không đau. Em không sợ, cũng không đau, thì lúc đó em nghĩ gì? Tiêu Dũ hả gì cơ tiêu dũ em nghĩ về anh vâng tiêu dũ bật cười ôm lấy cô mai em đến tập đoàn với anh đến tập đoàn đúng để anh ở bên em bây giờ thì ngủ đi ngoan buổi tối cứ như là một đêm rắc rối nhưng lại vun đắp tình cảm của họ một tình yêu mới chớm của hai người hai trái tim cậu chủ Shh. Tôi sẽ lái xe đến tập đoàn trễ Có bây giờ thì lui ra Tiêu dũ nó nhỏ đủ nghe Tránh đánh thức cô bé Còn trong giấc mộng bên cạnh Không biết mộng của cô có anh không Tập đoàn tiêu ra Chào phó chủ tịch Tiêu dũ gật đầu có lệ Trừ lúc lên xe Đánh răng thay đồ Bằng bó và ăn sáng ra Cô chưa bao giờ rời anh Ý là anh luôn bế cô Cô sợ anh mỏi Nhưng bị tiêu dũ nói lại ngoan ngoãn dựa vào lồng ngực to lớn của anh. Tiêu rũ đặt cô xuống ghế sofa rồi đến bàn bắt đầu làm việc. Phó chủ tịch, đây là tài liệu. Anh gật đầu rồi cho cô từ ký ra ngoài. Lý lịch, hồ sơ, thông tin. Từ nhỏ đã bị bỏ rơi tại bãi rác, được ông đoán đem về. Ông ta nổi tiếng dê già, vợ tên tú loan, bà là chủ một công ty khá lớn, được đặt tên là Nhà đầu, sống với chó giữ từ nhỏ, chỗ ở luôn luôn là trong chuồng những thứ liên quan đến nhà đầu tư nhỏ chỉ là bộ quần áo và chiếc khăn trùm em bé đã sớm bị bà Tú Loan vứt đi. Bị anh hạ thể xác hàng ngày hay bị bỏ đói. Lúc nhỏ cứ mỗi lúc khóc liền bị bà Tú Loan đánh vào mặt. Từ lúc 2 tuổi lớn lên mà không rơi giọt nước mắt nào. Đến năm 14 tuổi ông đoán nổi thú tính liền dùng mưu kế đụng chạm cô. Bắt cô phải hầu hạ ông nhưng chưa kịp làm gì thì bị bà nhà phát hiện đuổi ông ra khỏi nhà tờ giấy thông tin này đã bị vò nát trên tay Tiểu Dũ, anh nghiến răng tức giận, tay cuộn lại hình nắm đấm, người gồng lên. gì chứ, thật ra nhà đầu của anh đã đắc tội gì với họ, sao lại đối xử tệ bạc với cô như thế? Chán anh bắt đầu hiện lên mồ hôi, tay nổi gân xanh. Tiểu Dũ lạnh lùng, thật ra đó chỉ là do mọi người thấy rồi suy đoán ra. nhìn chung thì anh cũng biết quan tâm người bên cạnh. Tiểu Dũ cũng có một quá khứ đau buồn. Bởi thế anh đã tạo ra một bức tường cho chính mình đối với mọi người Anh độc ác cũng có thể nói là rất độc ác đối với những người giả tạo Nhất là phụ nữ Anh đã từng sống với châm ngôn, tiền là tất cả Anh đã từng đóng mình lại rồi hòa với băng Và bây giờ nhà đầu là người thức tỉnh anh Kéo anh ra khỏi bức tường giam đó Cô còn mạnh mẽ hơn anh gấp vạn lần Anh mang ơn cô Nhà đầu anh nhất định sẽ bảo vệ em Tiêu thiếu ra anh nhướng nhẹ chân mày nhìn lên từ du tố Cô làm gì ở đây Tiêu thiếu xa Anh bỏ mặc em cả tuần nay không thấy nhớ sao Du tố tự nhiên xoay người ngồi lên đùi anh Tay đưa tay vuốt nhẹ khuôn mặt anh tố Hì chảnh cũng ở đây Du tố vờ như không thấy Làm những thứ thật quyến rũ Để chứng tỏ cô mới là người của tiêu thiếu xa đây Đôi mắt sắc bén liếc nhìn nhá đầu Môi đặt nhẹ lên chán anh Rồi cười đắc ý Tiêu dũ để yên cho cô ta làm gì thì làm Anh biết những chiêu này đối với anh không có hiệu quả Nhưng nhà đầu cũng có vẻ gì là tức giận Chỉ ngồi đó nhìn bọn họ Dù tố ép người mình vào tiêu dũ Thở hơi ấm vào tay anh Hai đồi núi bị ép vào bờ ngực cơ bắp Hy tranh bắt đầu cau mày Chuyện gì thế này Trông thật ghét tớm Thật bẩn thỉu Tiêu dũ bất ngờ Không ngờ nhà đầu lại có thể nói những chữ đó Xem ra anh làm hơi quá rồi dù tố ngừng lại Bất ngờ khi thấy tiêu thiếu ra đầy ra Lòng bực tức vì hy tranh dám phá đám Hy tranh đứng lên Bước đến bản tiêu rú Hết nhìn anh rồi đến dù tố Khuôn mặt thật vô cảm Hy tiểu thư Cô có biết phá hỏng chuyện người khác là bất lịch sự không Dù tố khoanh tay Chất giọng kêu căng cất lên Bắt đầu khiêu chiến Tiêu rú thật tò mò Phụ nữ đánh nhau cũng nhiều Nhưng nhà đầu thì khác Cô sẽ làm sao nhỉ Thật bẩn Hi Tranh nhắc lại Làm Du Tố khó chịu Chưa ai dám nói với cô như thế Ngay cả cha mẹ cô Dù Tố đưa tay tát Hi Tranh một cái thật mạnh Dù Tố Tiểu Du đứng bật dậy nói lớn Thấy đôi má Hi Chanh bắt đầu đỏ ửng năm số vân tay Tiểu Du định tát cô ta một cái mặt tay Sau đó liền cho tập đoàn nhà Du Tố phá sản Nhưng thật bất ngờ Tiếng gầm gừ của Hi Chanh đang lớn dần Nó làm anh khựng lại À! Đau! Con nhỏ này! Ngưng lại! Thả tao ra! dù Tố lao oái Hi Tranh nhảy ào lên Hi Tranh nhảy ào lên cô Rồi dùng hai tay cào Sau đó dùng răng cắn Du Tố một nhát bật máu Thế để người của Hi Tranh Làm Du Tố không thể phản kháng Tiêu Du đứng thở ra kiểu đánh ghen mới nhất anh từng thấy là đây Đủ rồi! Cô ta sợ rồi Tiêu Du kéo Hi Tranh ra khỏi người Du Tố Cô thở hồn hển nhìn Du Tố răng nghiến lại gầm gừ. Đây là cách cô bảo vệ bản thân lúc trước khi đấu với lũ chó hoang được bà Tú Loan bỏ vào chuồng. Dù tôi đứng dậy, kéo áo lên lườm cô, nhưng mắt gặp ánh mắt sắc của tiêu du, dù tôi cắn môi chạy ra ngoài. Nhà đầu ngoan, hết rồi không sao. Anh ôm từ sau lưng cô, tiếng gầm gừ dần nhỏ lại. Em đi đâu lên quanh trong phòng này, kiếm gì chơi đi, anh làm việc được không? Tiêu dũ nói chậm vào tay cô, đủ cho hai người nghe khi tranh giật mình khi hơi ấm và vào tai gật đầu buông tiêu rũ ra đi tìm thú vui cho mình tối đến tiêu rũ xong việc liền rủ cô đi ăn thấy cô chăm chú đọc gì đó anh chợt nhận ra cô biết chữ có lẽ nên cho cô đi học đi tiếp xúc với bạn bè và đời sống bên ngoài nhà đầu đi ăn thôi à tiêu rũ cho hứng cái này ở nhà có nhiều lắm anh sẽ cho em tất thất ừ giờ đi ăn Cô gật đầu, khuôn mặt trông rất vui, đưa tay cho Tiêu rũ bế. Nhà đầu, đây là phòng sách của Tiêu Hàn Cực, em muốn đọc gì cũng có. Máy móc điện tử đều đầy đủ, cần gì em cứ gọi người hầu, họ sẽ đem đến cho em. Gật. Dù không nói gì, nhưng đôi mắt của cô nhóc trở sáng lên lạ thường. Đến giờ phút này, nhà đầu mới ngẩng đầu nhận thấy cái tốt của sự xa hoa là gì. Lúc trước ở nhà bà Tú Loan, các chị người hầu về tội nghiệp cô Nên đã lén lút đem sách Lại chỉ trước cho nha đầu Có người còn cho cô cả cuốn sách Nhưng sách thì ngắn Cũng chưa đọc xong thì bị lũ chó vào nát Có khi bị bà lớn phát hiện lấy đem vứt đi Nhà đầu cô thật sự rất thông minh Chỉ cần nhìn qua là nhớ Chỉ là trình độ từ vựng còn rất thấp Nên không thể diễn tả được Tiêu rũ có thể ở đây mãi không? Cô thích thú chạy vào nói lớn Đây là biệt thự nhà anh Cũng là nhà em em muốn làm gì cũng được nhưng nhớ phải hỏi ý anh trước a à, tiêu dũ tốt thật yêu quá tiêu dũ mặt đỏ ửng lần đầu tiên anh ấy thích cái con gái tò tình nhất là cô nhà đầu nhưng không biết cô nói thế là nghĩa rộng hay nghĩa hẹp không biết cô có biết yêu là gì hay không nữa trời ạ à, nghĩ nhiều quá rồi thời gian còn dài mà nhà đầu em có nghĩ về việc sẽ đi học không đi học đó chẳng phải là thứ mà con người lớn lên phải làm sao các chị hầu từng nói học để thành công sau đó sẽ giàu có có lúc còn giàu hơn cả bà chủ có học điều rú cho học không phải học là đi học đi học nhà đầu đi học cô lặp đi lặp lại đôi mắt thánh thiện của cô cứ chớp chớp thế bốn chân cô dí sắt mặt mình và người tiêu rú làm nũng như cuốn con vòi vĩnh đồ ăn trông thật dễ thương à được nhưng ở đó có rất nhiều người anh không thể để em đi một mình được. Tiểu Dũ trầm ngâm suy nghĩ, thật khó. Những nhà đầu lại xảy ra chuyện gì thì làm sao? Sách ạ? À? Hướng. Ừ. Tiểu Dũ nhìn nhà đầu một lúc lâu. Đúng vậy, sao anh không nghĩ ra chứ? Nhà đầu học rất nhanh. Nếu được cô sách dạy về cư xử và chuyện tranh giáo dục cũng bím ảnh, tìm chắc rằng trình độ của cô sẽ vượt lên rất cao. Tuy nhà đầu có thể chỉ đọc sách thôi, nhưng trong thế hệ này, có rất nhiều thứ nhà đầu còn cần phải học để đối mặt. Đến trường là cách tốt nhất để học hỏi cho cô, nhất là ở lứa tuổi 14 này. Giỏi lắm, được. Trong thời gian này em hãy đọc sách, anh sẽ tìm trường tốt để cho em đi học, được đến trường. Tiêu Dũ xoa đầu cô, khóe miệng trượt cong lên. Anh cười thật giống ánh mặt trời, thật là đẹp. Thế là từ hôm ấy, nhà đầu không đến tập đoàn cùng Tiêu Dũ nữa mà ở Tiêu hoàn Cực đọc sách. Cô đọc được nhiều sách, học được nhiều thứ. Mỗi tối có thời gian, Tiêu Dũ để mở phim cho cô coi để biết rõ hơn về cuộc sống. Nghe lời Tiêu Dũ, lúc nào cô cũng ăn uống đầy đủ vì đã quen với ngôi nhà